Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 213. Văn Nhân Lam trầm giọng nói, nếu ta trở thành tộc trưởng Văn Nhân tộc, người muốn ta làm gì cho ngươi? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, mở một thư viện ở Văn Nhân tộc, hoặc là cho phép thư viện của ta thu nhận học viên từ Văn Nhân tộc các cô. Văn Nhân Lam nhìn về phía Diệp Huyên, chỉ thế thôi à? Diệp Huyên gật đầu. Văn Nhân Lam đồng ý, được. Dứt lời, nàng ta chợt nhớ đến điều gì, sau đó nhìn ra bên ngoài, người ở bên ngoài có quan hệ gì với ngươi? Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười đáp, cô đang nói đến Trương Sứ à? Văn Nhân Lam gật đầu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cười nói, thuộc hạ của phụ thân ta. Văn Nhân Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là người của tộc nào? Diệp Huyên cười nói, Dương tộc. Văn Nhân Lam hơi nhíu mày. Nàng ta quay đầu nhìn về phái Văn Nhân Ý, nhưng Văn Nhân Ý cũng lắc đầu. Diệp Huyên hơi tò mò, các cô chưa từng nghe nói đến à? Văn Nhân Lam lắc đầu, chưa từng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, có từng nghe đến Thượng Thần Giới không? Văn Nhân Lam chợt trợn mắt, Thượng Thần Giới, cha ngươi là người của Thượng Thần Giới. Diệp Huyên hỏi, cô biết Thượng Thần Giới à? Văn Nhân Lam gật đầu. Nét mặt rất nặng nề, Thượng Thần Giới này là một vũ trụ siêu cấp, ở vũ trụ đó có cường giả Thượng Thần Cảnh chân chính. Ngươi có biết Thượng Thần Cảnh không? Diệp Huyên lắc đầu. Văn Nhân Lam nghiêm túc giải thích, vô cùng đáng sợ, không đúng, đừng nói là Thượng Thần Cảnh, dù là bán bộ Thượng Thần Cảnh cũng cực kỳ đáng sợ. Sau hóa thần cảnh được chia thành 9 tầng, vượt qua tầng 5 sẽ là bán bộ Thượng Thần Cảnh. Mà ở chỗ chúng ta, người mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới hóa thần cảnh tầng 6. Mà Thượng Thần Giới đó lại có cường giả Thượng Thần Cảnh chân chính. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, Dương tộc là gia tộc lớn ở Thượng Thần Giới sao? Diệp Huyên im lặng. Hắn không biết nên trả lời vấn đề này thế nào, vì nói thật thì giống như đang nói khoác. Lúc này, Văn Nhân Lam quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó nói, không ngờ ngươi lại đến từ Thượng Thần Giới đấy. Diệp Huyên cười đổi chủ đề, bây giờ hai tỷ muội các cô có dự định gì? Văn Nhân Lam im lặng một lát rồi quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Ý, tỷ có dự định gì không? Văn Nhân Ý nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, ta muốn đi đến thư viện quan huyên của ngươi, dù thực lực của ta không quá mạnh, nhưng cũng có thể giúp đỡ được ít nhiều. Diệp Huyên cười đáp, hoan nghênh. Văn Nhân Ý này là một cường giả tổ thần cảnh. Trong thư viện quan huyên bây giờ, thực lực này không yếu một chút nào. Bây giờ thư viện quan huyên thiếu nhất chính là cường giả, dù sao cũng chỉ có một mình Thanh Khâu, nàng ấy vẫn cần một vài trợ thủ. Nghe Diệp Huyên nói thế, Văn Nhân Ý khẽ mỉm cười, Diệp công tử, nếu ta đến thư viện của ngươi, có lẽ Nam Thiên Tộc sẽ không bỏ qua, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyên đang định đáp lời thì khẽ nhíu mày, lúc này... Văn Nhân Ý ngẩng đầu nhìn về phía xa, Nam Thiên Tộc đến. Nam Thiên Tộc. Diệp Huyên cau mày. Lúc này, Trương Sứ xuất hiện sau lưng Diệp Huyên, ông ta nhìn về phía sâu trong tinh không, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Còn Văn Nhân Lam ở trước mặt Diệp Huyên thì nhìn chằm chằm Trương Sứ một lúc, trong mắt lộ vẻ nặng nề. Nàng ta không cảm nhận được cảnh giới của Trương Sứ, nhưng trực giác nói với nàng ta, Trương Sứ này rất đáng sợ. Oanh. Lúc này, trong tinh không trên đầu mọi người chợt biến thành một vòng xoáy khổng lồ, chẳng mấy chốc, trong vòng xoáy có một người đàn ông chậm rãi bước ra. Hóa thần cảnh. Lúc người đàn ông kia bước ra, Văn Nhân Ý ở một bên lập tức nhíu mày, rõ ràng là nàng ấy biết đối phương. Còn Văn Nhân Lam thì xa sầm mắt, người đàn ông trước mặt chính là người từng có hôn ước với Văn Nhân Ý, thế tử Nam Thiên Tộc Nam Thiên Ngôn. Sau khi xuất hiện, Nam Thiên Ngôn nhẹ nhàng vung tay áo, vòng xoáy sau lưng hắn ta lập tức biến mất, tinh không trở lại bình thường. Nam Thiên Ngôn nhìn Văn Nhân Ý bên dưới với nét mặt lạnh lùng, một khắc sau, hắn ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu. Nam Thiên Ngôn nhìn chằm chằm hắn, nghe nói ngươi rất thích lo chuyện bao đồng. Sau đó, một uy áp vô hình lập tức cuộn trào về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày. Hắn đang định ra tay thì Trương Sứ đột nhiên mở tay phải, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Phịch. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, Nam Thiên Ngôn lập tức mềm nhũn hai chân quỳ xuống đất.
Trương Sứ bình tĩnh nhìn Nam Thiên Ngôn đang hoảng sợ, nói chuyện với thiếu chủ của ta phải quỳ xuống, biết chưa? Mọi người! Diệp Huyên! Quỳ! Nam Thiên Ngôn kia cứ quỳ ở đó như thế, dù hắn ta có phản kháng thế nào cũng đều vô ích. Lúc này, hắn ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn ta là cường giả hóa thần cảnh, nhưng thậm chí còn không thể phản kháng trước người đàn ông trung niên này. Sao có thể chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn ta tỏ vẻ vô cùng khó tin. Hai tỷ muội Văn Nhân Lam ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc, đặc biệt là Văn Nhân Lam, nàng biết người đàn ông trung niên này rất mạnh, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh như thế. Chỉ vung tay đã khiến một cường giả hóa thần cảnh phải quỳ xuống. Như thế e rằng ít nhất cũng phải là bán bộ thượng thần. Lúc này, Nam Thiên Ngôn nhìn Trương Sứ, trầm giọng nói các hạ là. Trương Sứ không trả lời, ông ta lùi lại chỗ cách sau lưng Diệp Huyên nửa bước. Thấy thế, Nam Thiên Ngôn lại nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, viện trưởng của Thư viện Quan Huyên Diệp Huyên. Nam Thiên Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn Trương Sứ, cười nói, cho hắn ta đứng lên nói chuyện đi. Trương Sứ lập tức gật đầu, được. Dứt lời, ông ta vung tay áo, lực lượng đáng sợ trên người Nam Thiên Ngôn lập tức biến mất. Sau khi Nam Thiên Ngôn đứng lên, hắn ta nhìn chằm chằm Trương Sứ, trong mắt ngoài vẻ nặng nề còn có sự kiêng dè. Diệp Huyên cười nói, các hạ xưng hô thế nào? Nam Thiên Ngôn thu hồi tầm mắt. Hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, Nam Thiên Ngôn của Nam Thiên Tộc. Diệp Huyên gật đầu, đang định lên tiếng thì Nam Thiên Ngôn lại trầm giọng nói, các hạ, Nam Thiên Tộc ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi phải xen vào chuyện của ngươi khác? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Ý, nàng không thích ngươi. Nam Thiên Ngôn gật đầu, ta biết nàng không thích ta, nhưng ta và nàng có hôn ước, dưới tình huống vẫn chưa hủy hôn với ta. Nàng yêu đương với nam nhân khác, ngươi thấy có hợp lý không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu, không hợp lý. Nam Thiên Ngôn sửng sốt, người này thấu tình đạt lý như thế à? Diệp Huyên lại nói, dưới tình huống có hôn ước với người đi yêu đương với người khác đúng là không hợp lý. Đây là lỗi của nàng, nhưng nàng đã phải trả giá vì lỗi của mình rồi. Nam Thiên Ngôn im lặng. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó thì Nam Thiên Ngôn chợt cất lời, nếu Diệp công tử đã lên tiếng, thì đương nhiên ta sẽ không tiếp tục truy cứu, ta nể mặt Diệp công tử. Diệp Huyên im lặng. Người này nói thế lại trở thành hắn phải mang ơn hắn ta rồi. Cạn lời, Nam Thiên Ngôn đột nhiên nhìn về phía Văn Nhân Ý, ý cô nương, bắt đầu từ hôm nay, ân oán giữa hai chúng ta xóa bỏ, tương lai mạnh ai nấy sống. Nói xong, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp công tử nếu rảnh rỗi, mời đến Nam Thiên Tộc làm khách. Diệp Huyên cười đáp, chắc chắn sẽ đến. Nam Thiên Ngôn khẽ mỉm cười, tạm biệt. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên khẽ cười nhìn theo, sau đó quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Ý, bây giờ cô thật sự tự do rồi. Văn Nhân Ý nhìn Diệp Huyên, cảm ơn. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không cần khách sáo. Nói xong. Hắn nhìn về phía Văn Nhân Lam, bây giờ cô muốn trở về tộc à? Văn Nhân Lam gật đầu, bây giờ nếu ta trở về chắc chắn sẽ được trọng dụng, nhưng ta vẫn không chắc việc có thể trở thành tộc trưởng, dù sao phụ thân của ta vẫn còn chưa chết, à không, vẫn còn chưa nghỉ hưu. Nghe vậy, Diệp Huyên đen mặt. Đúng là nữ nhi hiếu thảo. Văn Nhân Lam quay đầu nhìn Văn Nhân Ý, tỷ thật sự không trở về cùng muội sao? Văn Nhân Ý lắc đầu, không thể. Văn Nhân Lam ngẫm nghĩ, sau đó nói, được, đợi sau khi muội trở thành tộc trưởng, muội sẽ đến đón tỷ. Nói xong, nàng ta nhìn về phái Diệp Huyên, có thể cho ta mượn cái tháp kia của ngươi mấy ngày không? Diệp Huyên đen mặt. Văn Nhân Lam cười hì hì, lừa ngươi đấy. Sau đó, nàng ta nghiêm túc nói, ngươi giúp ta đạt đến hóa thần cảnh, ta xin ghi nhớ ơn tình này cả đời. Sau khi ta trở thành tộc trưởng, ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ thư viện của ngươi. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, hắn nhìn về phía Văn Nhân Ý, cô đi đến thư viện Quan Huyên ở vũ trụ chư thần trước đi, sau khi đến đó, có một cô bé sẽ sắp xếp cho cô.
Văn Nhân Ý gật đầu, được. Diệp Huyên đứng tại chỗ, mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn. Bây giờ hắn chỉ còn chưa đến 100 triệu trụ mạch. Không thể không nói là vẫn khá đau lòng. Nhưng cũng rất đáng giá. Chỉ cần Văn Nhân Lam này lên làm tộc trưởng, Thư viện Quan Huyên sẽ có thể duỗi tay vào trong Văn Nhân tộc. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một tia kiếm ý chợt bay ra. Kiếm ý nhân gian. Nhìn kiếm ý nhân gian trước mặt, Diệp Huyên im lặng. Kiếm ý này lại trở nên mạnh hơn rồi. Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều. Thanh Khâu. Diệp Huyên thu hồi kiếm ý, thầm thấy ấm áp. Lúc này, Trương Sứ đột nhiên nói, kiếm ý này của thiếu chủ thật sự rất ghê gớm. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Trương Sứ, cười nói, ghê gớm lắm sao? Trương Sứ gật đầu, nghiêm túc nói, kiếm ý này của thiếu chủ có tiềm năng phát triển vô hạn. Diệp Huyên cười to, sau đó hỏi, ông không trở về thượng thần giới à? Trương Sứ vội nói, ta đi theo thiếu chủ, làm trâu làm ngựa cho thiếu chủ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được. Nghe vậy, Trương Sứ thầm thấy mừng như điên. Diệp Huyên đồng ý, cũng đồng nghĩa với việc ông ta có thể danh chính ngôn thuận đi theo Diệp Huyên, chỉ cần ông ta đi theo Diệp Huyên, sau này chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng. Diệp Huyên cười nói, ta muốn tu luyện một chút. Trương Sứ vội vàng gật đầu, được. Dứt lời, ông ta cung kính lui ra ngoài. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong tinh không, một khắc sau, hắn tiến vào tiểu tháp, chậm rãi nhắm mắt lại. Bút đại đạo khẽ rung, một khắc sau, cảnh giới của hắn lập tức từ thượng cổ thần cảnh đạt đến tổ thần cảnh. Khi đạt đến tổ thần cảnh, kiếm ý nhân gian trong người hắn đột nhiên xông ra như thủy triều. Thật ra kiếm ý nhân gian của hắn cũng giống như tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực vô cùng vô tận hội tụ thành kiếm, vì thế nên mới trở thành kiếm ý nhân gian. Diệp Huyên chậm rãi tu luyện trong tiểu tháp. Sau khi có tiểu tháp, hắn có thể chậm rãi bước đi, vì hắn có đủ thời gian. Cứ thế 10 năm trôi qua. Nhưng ở bên ngoài chỉ mới là một ngày. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp, hắn đã đạt đến tổ thần cảnh. Lần này cảnh giới của hắn không phải không vững vàng như trước kia nữa, hắn đã dùng khoảng 10 năm để củng cố cảnh giới của bản thân. Đương nhiên bây giờ hắn còn cần thực chiến. Mà điều khiến hắn thấy khá đau đầu là bây giờ nếu hắn muốn đột phá hóa thần thì cần có rất nhiều tài nguyên. Cũng giống như Văn Nhân Lam, cần ít nhất hơn 1 tỷ trụ mạch. Hơn 1 tỷ đó. Diệp Huyên cảm thấy rất đau đầu. Lúc này, hắn lại nhớ đến Tần Quan. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, hắn đúng là ngày càng muốn ăn bám rồi. Ngoài tu luyện cảnh giới, hắn còn nghiên cứu chữ nhân trong chân ngôn 6 chữ. Nhìn từ trước mắt, uy lực của chữ này chỉ đứng sau sát na vô địch của hắn. Điều đáng sợ nhất là bây giờ hắn vẫn chỉ có thể phát huy được một phần lực lượng của nó, khiến hắn thấy khá bất ngờ là lúc điều động chữ này, nếu hắn sử dụng kiếm ý nhân gian thì uy lực sẽ còn tăng lên gấp bội. Tóm lại, dù bây giờ hắn chỉ là tổ thần cảnh, nhưng muốn giết một cường giả hóa thần cảnh vẫn là một chuyện cực kỳ đơn giản. Nhưng lúc đối mặt với Trương Sứ, hắn vẫn cảm nhận được một áp lực vô cùng đáng sợ. Rõ ràng là cường giả thượng thần cảnh vẫn mang đến sự uy hiếp rất lớn với hắn. Sau khi đạt đến tổ thần cảnh, Diệp Huyên rời khỏi chỗ tu luyện, vừa ra ngoài, Trương Sứ đã xuất hiện trước mặt hắn, Trương Sứ cúi người hành lễ, sau đó lùi về sau lưng Diệp Huyên. Lúc này, Trương Sứ cũng thấy rất khiếp sợ, vì Diệp Huyên đã đạt đến tổ thần cảnh rồi. Nhanh thế! Phải biết rằng một ngày trước Diệp Huyên còn chỉ là thượng cổ thần cảnh, mà bây giờ hắn đã là tổ thần. Tốc độ này thật sự hơi bất thường. Trương Sứ thầm thở dài, không hổ là thiếu chủ. Lúc này, Phù Ách và Tiêu Lan xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, hai người hành lễ với hắn. Diệp Huyên cười nói, chuyện đã kết thúc, ta phải trở về thư viện rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Phù Ách, liên hệ được Tần Quan chưa? Phù Ách lắc đầu, vẫn chưa. Diệp Huyên cười nói, không liên lạc được thì thôi vậy. Phù Ách cười khổ. Diệp Huyên lại nói, hai vị, bảo trọng. Nói xong, hắn dẫn theo Trương Sứ cùng biến mất. Sau khi hai người Diệp Huyên rời đi, Phù Ách chợt nói nhỏ, Diệp Thiếu đã đạt đến tổ thần cảnh rồi.
Tiêu Lan gật đầu với nét mặt nặng nề. Phụ Ách lắc đầu cười khẽ, tốc độ phát triển của Diệp Thiếu đúng là quá đáng sợ. Tiêu Lan nhẹ giọng hỏi, ông nhìn thấy người bên cạnh hắn không? Phụ Ách nhíu mày, đó là ai? Tiêu Lan trầm giọng nói, đó chính là người đã tiêu diệt tông tộc. Phụ Ách. Tiêu Lan lại nói, có lẽ đó là người của Dương tộc. Nói xong, ông ta nhìn về phía cuối chân trời, khẽ nói, cuối cùng Dương tộc thần bí này cũng dần lộ diện rồi sao? Diệp Huyên dẫn Trương Sứ trở lại Thư viện Quan Huyên, lúc này, Thư viện Quan Huyên đã mở rộng đến mấy chục nghìn người. Đây còn chỉ là số người ở vũ trụ tổ thần, những nơi khác, Thanh Khâu đã phát triển được mười mấy phân viện của Thư viện Quan Huyên rồi. Sở dĩ vẫn còn khá ít người là vì Thư viện Quan Huyên nhận người thật sự quá nghiêm khắc. Không chỉ nghiêm khắc về thiên phú mà còn có nhân phẩm và tâm lý nữa. Mỗi một người tiến vào Thư viện Quan Huyên đều phải trải qua rất nhiều sát hạch, chính vì thế, Thư viện Quan Huyên thu nhận người cũng không được nhanh, có điều bây giờ Thư viện Quan Huyên đã bắt đầu có tiếng tăm, ngày càng có nhiều người chủ động đến Thư viện Quan Huyên, hy vọng có thể gia nhập Thư viện. Bây giờ viện trưởng của Thư viện Quan Huyên là Diệp Huyên, viện chủ Văn Viện là Thư Hiền, viện chủ Võ Viện là Thanh Khâu, nhưng Thanh Khâu là người có quyền lực nhất, vì đa số thời gian Thư Hiền phải dạy học và truyền kiến thức. Còn Diệp Huyên lại là một viện trưởng không làm gì cả. Vì thế, Thanh Khâu hoàn toàn là người đứng đầu ở Thư viện Quan Huyên. Khi Diệp Huyên về đến Thư viện Quan Huyên, Thanh Khâu lập tức xuất hiện trước mặt hắn, nàng ấy nhìn hắn, cười ngọt ngào gọi, ca ca. Diệp Huyên vừa định đáp lời thì hắn chợt ngạc nhiên nói, nhà đầu, muội đã đạt đến tổ thần cảnh rồi sao? Thanh Khâu gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nhíu mày, đột phá từ bao giờ? Thanh Khâu chớp mắt, vừa nãy. Vừa nãy. Diệp Huyên sửng sốt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thanh Khâu hơi nhếch môi. Chỉ cần muốn, ngay bây giờ nàng ấy cũng có thể đi tới điểm cuối của con đường võ đạo, sánh vai với Tam Kiếm. Nhưng nàng ấy không muốn. Nàng ấy muốn bước đi cùng ca ca. Vô địch. Cái đó có ý nghĩa gì đâu. Bao giờ Diệp Huyên vô địch, nàng ấy cũng sẽ vô địch. Dù biết Thanh Khâu rất yêu nghiệt, nhưng Diệp Huyên vẫn rất kinh ngạc. Tổ thần cảnh. Không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà nha đầu này đã đạt tới tổ thần cảnh. Phải biết rằng dù hắn có thể đạt đến tổ thần cảnh, nhưng đó là nhờ có tiểu tháp và bút đại đạo, còn Thanh Khâu thì không có gì cả. Một người thật sự có thể yêu nghiệt đến mức này sao? Nhưng nghĩ đến việc nha đầu này là bản thể của Thanh Nhi trước đây, hắn lại thấy bình thường. Thanh Nhi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Khâu, cười khẽ nói, lợi hại. Thanh Khâu cười ngọt ngào, nàng ấy dùng hai tay ôm lấy tay phải của Diệp Huyên, tựa đầu lên vai hắn, nhẹ giọng nói, ca ca lợi hại nhất. Diệp Huyên cười to. Sau khi ở cạnh nhau nửa ngày, Thanh Khâu rời đi, Diệp Huyên cũng không biết nàng ấy đi làm cái gì, gần đây nha đầu này rất bận rộn. Hơn nữa Diệp Huyên cũng biết toàn bộ Thư viện Quan Huyên đã có khoảng 100 phân viện, quy mô còn đang không ngừng mở rộng. Bây giờ, dưới sự quản lý của Thanh Khâu, Thư viện Quan Huyên đã bắt đầu có danh tiếng. Trước kia là Thư viện Quan Huyên chủ động đi chiêu mộ người, còn bây giờ, vô số thiên tài yêu nghiệt chủ động đến tìm Thư viện Quan Huyên, muốn gia nhập Thư viện. Người ngày càng đông, tín ngưỡng chi lực Diệp Huyên nhận được cũng ngày càng nhiều. Mà đây chỉ mới là bắt đầu. Thanh Khâu bắt đầu để một vài thư viện bao trùm lên các thế lực lớn, sau đó theo quy tắc mà thư viện lập ra, dù là thế lực lớn hay những đế quốc vương triều kia cũng phải tuân thủ với quy tắc Thư viện Quan Huyên lập ra. Thanh Khâu lựa chọn một cách khá nhẹ nhàng, chứ không phải trấn áp bằng bạo lực, người nào đi theo thư viện đều có thể phát triển vượt bậc, dù sao bây giờ Thư viện Quan Huyên cũng nắm giữ rất nhiều phương pháp tu luyện, mà những phương pháp tu luyện này còn vượt xa nền văn minh võ đạo của một vài thế giới. Dưới sự cám dỗ này, những thế lực kia cũng không quá bài xích Thư viện Quan Huyên. Trước Quan Huyên Điện, Diệp Huyên nằm trên ghế, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên người hắn. Trầm tư. Bây giờ Thư viện đã bước vào nề nếp, hắn cũng đã đạt tới tổ thần cảnh, nếu tiếp tục đột phá hóa thần cảnh, thì hắn và Thư viện có thể nói là ngày càng phát triển hơn. Tương lai. Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, bây giờ hắn phải suy tính đến tương lai. Đi ra ngoài.
Nếu ở lại vũ trụ này, với thực lực của hắn đương nhiên là có thể vô địch, nhưng hắn không thích sự vô địch giả tạo này. Chỉ khi ra ngoài, gặp được nhiều cường giả hơn, hắn mới có thể phát triển thật tốt. Đương nhiên quan trọng nhất là bây giờ hắn rất nghèo. Thư viện Quan Huyên cần tài nguyên, bản thân hắn còn cần nhiều tài nguyên hơn. Ngoài ra, hắn còn nợ Tần Quan 1 tỷ 2 trụ mạch nữa. Khoản tiền này nhất định phải trả. Hầy! Diệp Huyên khẽ thở dài. Một lát sau, Diệp Huyên đứng dậy, hắn đi tìm Trương Sứ, nhìn thấy hắn, Trương Sứ hành lễ, Diệp Thiếu. Diệp Huyên nhìn Trương Sứ, cười hỏi, Trương Sứ tiền bối, ông có tiền không? Trương Sứ thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, Diệp Thiếu cần bao nhiêu? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, tạm thời là 2 tỷ trụ mạch. Nghe vậy, Trương Sứ sửng sốt. Diệp Huyên chớp mắt, nhiều lắm sao? Trương Sứ cười khổ, bẩm thiếu chủ, ta không có nhiều trụ mạch như thế. Diệp Huyên nhíu mày, thượng thần giới của ông cũng không có ư. Trương Sứ lắc đầu, không có, mỗi năm thượng thần giới chỉ sản xuất khoảng 1 tỷ trụ mạch thôi, mà 1 tỷ này trừ đi các loại chi tiêu, cuối cùng cũng chỉ còn lại 100-200 triệu. Nói xong, ông ta cười khổ, có lẽ thiếu chủ không biết, dù ta là giới chủ của thượng thần giới, nhưng cái chức giới chủ này là do Dương tộc ban cho, nói cách khác, hàng năm ta cũng chỉ có bổng lộc mà thôi, trong thế giới bình thường, ta chỉ tương đương với một huyện lệnh. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu ra. Tuy Trương Sứ là giới chủ của thượng thần giới, nhưng thượng thần giới này cũng không phải của ông ta, mà là của Dương tộc. Diệp Huyên khẽ thở dài. Lúc này, hắn lại nhớ đến Tần Quan. Phú bà chính hiệu đó. Một tiên bảo các của nàng ta còn kiếm được lợi nhuận nhiều hơn cả một thế giới. Lúc này, Trương Sứ đột nhiên nói, thiếu chủ rất thiếu tiền ư. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Trương Sứ khẽ mỉm cười, thiếu chủ, nếu thiếu tiền, cậu có thể đến một nơi. Diệp Huyên hơi tò mò, nơi nào? Trương Sứ cười đáp, La Giới. Diệp Huyên nhíu mày, La Giới. Trương Sứ gật đầu, La Giới là một thế giới lớn mà ta biết, trong La Giới này có khoảng mấy trăm nghìn vũ trụ thế giới khác, trụ mạch hàng năm bọn họ sản xuất ít nhất là hơn 10 tỷ. Nếu thiếu chủ cần tài nguyên có thể đi tới La Giới tìm giới chủ La Giới. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ông ta sẽ cho à? Trương Sứ cười khổ, thiếu chủ, sao ông ta dám không cho chứ? Ông ta chỉ làm việc cho cậu thôi, trụ mạch kia vốn là của cậu. Diệp Huyên chớp mắt, vốn là của ta. Trương Sứ gật đầu, đương nhiên, cậu là thiếu chủ của Dương tộc ta, mọi thứ của Dương tộc vốn là của cậu mà, đúng không? Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đúng. Trương Sứ khẽ mỉm cười, vậy chúng ta có đến La Giới không? Diệp Huyên cười đáp, có. Trương Sứ gật đầu, được. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay, một vòng tròn lớn xuất hiện, một khắc sau, vòng tròn kia bay ra, biến thành một tia sáng xanh rơi xuống trước mặt hai người. Trương Sứ trầm giọng nói, La Giới cách nơi này quá xa, dù với thực lực của ta và thiếu chủ, nếu di chuyển trong thời không e rằng cũng cần ít nhất cả trăm năm. Vì thế, chúng ta phải sử dụng truyền tống trận này truyền tống đến tinh giới trước, nơi đó là một trạm truyền tống không gian cho tiên bảo các lập ra, chúng ta phải từ nơi đó đi đến La Giới. Diệp Huyên nhíu mày, trăm năm. Trương Sứ gật đầu, vũ trụ rộng lớn, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Diệp Huyên im lặng. Hắn nhớ Thanh Nhi từng nói, vũ trụ hiện hữu và vũ trụ vô biên. Mà bây giờ hắn vẫn còn ở vũ trụ hiện hữu. Bên ngoài vũ trụ hiện hữu còn có một vũ trụ vô biên nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên cảm thấy hơi đau đầu. Mẹ kiếp, đúng là khó chịu. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hơi cảm thán, trong toàn bộ vũ trụ hiện hữu và vũ trụ vô biên này, hắn là tồn tại gì đây? Diệp Huyên lắc đầu, không nghĩ đến vấn đề này nữa, không cần quan tâm vũ trụ rộng lớn đến mức nào, bước vững trên con đường trước mắt trước đã. Sau khi dặn dò chuyện thư viện xong, Diệp Huyên cùng Trương Sứ tiến vào truyền tống trận, vừa đi vào, Diệp Huyên lập tức phát hiện tinh không xung quanh đang không ngừng di chuyển. Bọn họ đang di chuyển trong thời không tinh vực với một tốc độ vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Trương Sứ tiền bối. Trương Sứ vội vàng nói, thiếu chủ đừng gọi ta là tiền bối. Cứ gọi ta lão Trương là được rồi.
Diệp Huyên cười nói, được, lão Trương, ta hỏi ông một vấn đề, ông là cường giả thượng thần cảnh, đúng không? Trương Sứ gật đầu, Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ở la giới đó có nhiều cường giả thượng thần cảnh không? Trương Sứ lắc đầu, không nhiều, toàn bộ la giới nhiều nhất chỉ có hai cường giả thượng thần cảnh thôi. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Trương Sứ cười khổ, muốn đạt tới thượng thần cảnh phải có lượng tài nguyên và tín ngưỡng chi lực vô cùng khổng lồ. Năm đó khi ta đột phá thượng thần cảnh từ hóa thần tầng 9 đã mất tận 700.000 năm, còn trụ mạch thì khoảng chừng hơn 10 tỷ. Đó còn là vì ta nhận được một vài kỳ ngộ, nếu không thì hoàn toàn không thể đột phá thượng thần. Ngoài ra, ta còn là giới chủ của thượng thần giới, có được tín ngưỡng chi lực của toàn bộ thượng thần giới, dưới sự gia trì của những tín ngưỡng chi lực này, ta mới đạt đến thượng thần. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, những điều kiện này, thiếu một cái cũng không được. Vì thế dù là la giới cũng không có bao nhiêu cường giả thượng thần cảnh. Một thế giới lớn như la giới, tối đa cũng chỉ có thể sinh ra hai cường giả thượng thần cảnh thôi, đây gần như đã là giới hạn rồi. Thượng thần, Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Trương Sứ nói tiếp, trước đó ta đã xem qua thư viện do thiếu chủ sáng lập, nếu thật sự được mở rộng thì sẽ rất đáng sợ. Diệp Huyên thắc mắc, sao lại nói như thế? Trương Sứ nghiêm túc trả lời, vì tín ngưỡng chi lực trên người thiếu chủ rất tinh khiết, ta chưa từng thấy tín ngưỡng chi lực tinh khiết như thế bao giờ. Nếu thư viện của thiếu chủ tiếp tục trở nên lớn mạnh, sẽ có một ngày, tín ngưỡng chi lực này của thiếu chủ sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên cười nói, chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Trương Sứ nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, lão Trương, cảnh giới phía trên thượng thần cảnh là gì? Trương Sứ đang muốn đáp lời thì phía xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, một khắc sau, ông ta và Diệp Huyên đã biến mất trong đường hầm thời không. Chẳng mấy chốc, hai người xuất hiện trên một trạm truyền tống. Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này, hắn đang đứng trong một vùng tinh không vô tận, dưới chân bọn họ là một đài truyền tống, xung quanh còn có vô số đài truyền tống, không thể nhìn thấy điểm cuối. Trong tinh không này có ít nhất 1 triệu đài truyền tống. Diệp Huyên hơi bất ngờ và khiếp sợ. Hắn không ngờ nơi này lại có nhiều truyền tống trận đến thế. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Trương Sứ, ông ta nhìn thoáng qua truyền tống trận sau lưng hai người, sau đó nói, 300.000. 300.000, Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hỏi lại, 300.000 trụ mạch. Ông lão gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên đen mặt, truyền tống một lần mà mất tận 300.000 trụ mạch. Ông lão nhìn Diệp Huyên, nơi công tử đi đến khá xa. Cho nên phải thu phí 300.000 trụ mạch. Diệp Huyên im lặng, cái vại tiền này đúng là biết kiếm chác. Chỉ mỗi truyền tống trận của tinh không này, mỗi ngày phải mang đến cho phú bà kia bao nhiêu lợi nhuận chứ. Trương Sứ cũng không quá bất ngờ, lập tức định trả tiền, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, một lệnh bài xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa lệnh bài cho ông lão, khi nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, ông ta run rẩy nói, đây là... Các hạ là Diệp công tử sao? Diệp Huyên gật đầu, ông lão cười khổ, Diệp công tử, khi nãy xin lỗi vì đã đắc tội. Diệp Huyên đáp, có đắc tội gì đâu. Ông lão vội nói, nếu là Diệp công tử thì không cần lệ phí gì cả. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, ta là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, đúng không? Ông lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nói tiếp, theo ta biết, Tiên Bảo Các có hạng mục cho vay, ta muốn vay tiền. Sau đó dùng tần quan cô nương để đảm bảo thì ta có thể vay bao nhiêu? Ông lão, vay tiền, nghe thấy lời nói của Diệp Huyên, ông lão trở nên lúng túng. Diệp Huyên cười hỏi, sao vậy? Ông lão hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, ta chỉ là một người phụ trách nho nhỏ ở nơi này, chuyện vay tiền ta không có quyền quyết định, Diệp công tử có thể đến Tiên Bảo Các tìm Lan Sơn hội trưởng. Lan Sơn hội trưởng, Diệp Huyên gật đầu, ông ta ở đâu? Ông lão vội vàng chỉ sang bên phải, ở cách nơi này chục nghìn dặm, nơi đó có một phân hội của Tiên Bảo Các ta, Lan Sơn hội trưởng ở nơi đó. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn dẫn theo Trương Sứ biến mất ở cuối tinh không xa xôi, chẳng mấy chốc, hai người nhóm Diệp Huyên đã đi tới phân hội của Tiên Bảo Các. Diệp Huyên vừa đến nơi, một ông lão đã ra đón, ông lão cúi người hành lễ, các hạ là Diệp công tử đúng không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Ông lão lại cúi chào một lần nữa, Diệp công tử, mời vào trong. Diệp Huyên cười hỏi, hội trưởng của các ông có ở đây không? Ông lão do dự một lúc rồi đáp, hội trưởng không có ở đây. Diệp Huyên nhíu mày, không có ở đây. Ông lão gật đầu, đúng thế, trước đó không lâu hội trưởng có việc,
đã rời đi rất lâu rồi. Diệp Huyên im lặng, không có ở đây. Diệp Huyên nhìn đại điện sau lưng ông lão, lúc này, trương sứ bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên trầm giọng nói, thiếu chủ, đối phương có ở đây. Có cần ta bắt đến không? Diệp Huyên cười khẽ, không cần. Chúng ta đi thôi, nói xong, hắn xoay người rời đi. Trương sứ nhìn tiên bảo các phía xa, sau đó cũng rời đi. Sau khi hai người nhóm Diệp Huyên biến mất ở chân trời xa xôi, một người đàn ông trung niên xuất hiện, ông lão kia vội cung kính hành lễ, hội trưởng. Người đàn ông trung niên này chính là Lan Sơn hội trưởng của phân hội tiên bảo các. Lan Sơn im lặng nhìn tinh không phía xa, ông lão hơi do dự, sau đó nói, hội trưởng, sao ngài lại không gặp Diệp công tử này? Lan Sơn nhẹ giọng đáp, hắn đến để vay tiền. Sau đó, ông ta lắc đầu, ta không muốn cho hắn vay. Ông lão hơi khó hiểu, vì sao? Lan Sơn khẽ cười nói, ta sợ hắn không trả nổi. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Ông lão! Ở một nơi khác, trương sứ bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, thiếu chủ, Lan Sơn kia ở trong điện. Diệp Huyên cười đáp, ta biết. Trương sứ nhìn Diệp Huyên với vẻ khó hiểu, vậy thiếu chủ. Diệp Huyên lắc đầu, có lẽ ông ta đoán được mục đích ta đến tiên bảo các, ông ta không muốn gặp ta, thái độ đã rất rõ ràng rồi. Nếu đối phương không muốn, đương nhiên tu cũng không thể ép buộc được. Trương sứ im lặng, Diệp Huyên cười nói, chúng ta đến la giới thôi. Trương sứ gật đầu, được. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới trước đài truyền tống kia, dưới sự hướng dẫn của trương sứ, hai người đi tới trước đài, vào lúc hai người muốn đi vào, một khí thế đáng sợ đột nhiên đánh về phía bọn họ. Trương sứ nhíu mày, xoay người vung tay áo, khí thế đáng sợ kia lập tức bị đánh ta. Hửm, một giọng điệu kinh ngạc vang lên từ sau lưng Diệp Huyên và trương sứ. Hai người xoay người lại, trước mặt bọn họ có một cô gái mặc áo bào tím, nàng ta có mái tóc dài xõa xuống. Tay phải cầm một cây quạt xếp, khí thế bất phàm. Sau lưng nàng ta còn có một ông lão áo đen, ông lão sắc mặt u ám, trong mắt chứa đựng sự lạnh lẽo. Cô gái áo bào tím nhìn trương sứ bằng ánh mắt tò mò. Diệp Huyên cười nói, cô nương có chuyện gì sao? Nghe vậy, cô gái áo tím thu hồi tầm mắt, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó cười nói, không có gì, chỉ là chúng ta cũng muốn đến la giới. Diệp Huyên sửng sốt. Sau đó hỏi, các cô cũng muốn đến la giới thì sao lại ngăn cản chúng ta? Cô gái áo bào tím nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Lúc này, trương sứ bình tĩnh nói, truyền tống trận đi la giới, một khi có người tiến vào trong, phải nửa ngày sau mới có thể tiến vào một lần nữa. Nếu chúng ta đi vào, bọn họ sẽ phải đợi thêm nửa ngày. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, chỉ có một truyền tống trận đi đến la giới à? Trương sứ gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó nhìn về phía cô gái áo bào tím, cười nói, cô nương, thế này đi, chúng ta cùng nhau đi vào bên trong, cô thấy sao? Người nghĩ mình là ai? Lúc này, ông lão sau lưng cô gái đột nhiên lên tiếng, người xứng đi cùng với tiểu thư của ta sao? Ngươi, trương sứ đột nhiên vung tay tát một cái. Phịch, ông lão kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực lượng đáng sợ làm quỳ xuống, khiến thời không lập tức nứt vỡ. Trương sứ nhìn ông lão đang ngơ ngác kia, ông nghĩ mình là ai? Ông xứng nói chuyện với thiếu chủ của ta à? Ông lão tỏ vẻ khó tin, ông lão bán bộ thượng thần cảnh. Bán bộ thượng thần, nghe thấy thế, con người của cô gái áo bào tím cũng hơi co lại. Bán bộ thượng thần cảnh, dù là ở la giới cũng có thể xem như nhân vật hàng đầu. Trương sứ lạnh lùng không nói một lời, chỉ lùi về sau lưng Diệp Huyên, giết hay không đều phải nghe theo lệnh thiếu chủ. Làm thuộc hạ. Không thể cướp oai phong của cấp trên. Diệp Huyên nhìn cô gái áo bào tím và ông lão áo đen kia, sau đó nói, lão trương, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người đi về phía truyền tống trận kia. Lúc này, cô gái áo bào tím đột nhiên cất lời, ngươi là ai? Diệp Huyên dừng bước, sau đó xoay người nhìn nàng ta, làm sao? Cô gái cũng nhìn Diệp Huyên, ta là người của chiêm đài tộc ở la giới. Diệp Huyên lắc đầu, chưa từng nghe nói đến. Cô gái áo bào tím híp mắt, ngươi chưa từng nghe nói đến. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía trương sứ, ông có từng nghe nói đến không? Trương sứ lắc đầu, chưa từng. Nghe vậy, sắc mặt cô gái lập tức trở nên khá khó coi, ngươi dám coi thường chiêm đài tộc ta. Diệp Huyên khẽ thở dài, cô nương à, ta đâu có xem thường chiêm đài tộc của cô, ta thật sự chưa từng nghe nói đến mà. Còn nữa, ta cảm thấy vì một mâu thuẫn nho nhỏ mà thù hằn nhau rất không đáng, cô thấy đúng không?
Cô gái nhìn Diệp Huyên, là ngươi ra tay trước. Diệp Huyên cười hỏi, vậy có phải là cô khiêu khích trước không? Cô gái áo bào tím im lặng. Diệp Huyên lại nói, ta biết rồi, chắc chắn chiêm đài tộc của cô là một gia tộc lớn mạnh nào đó, nhưng ta cảm thấy chúng ta ra ngoài có phải nên khiêm tốn chút không? Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục, cô nói xem chúng ta thù hằn nhau vì một mâu thuẫn nho nhỏ thế này có đáng không? Ta cảm thấy là không đáng, cho nên kết thúc ở đây là được rồi. Được chứ, cô gái áo bào tím vẫn không nói gì. Diệp Huyên cũng không nói gì thêm, dẫn theo Trương Sứ xoay người đi vào truyền tống trận kia. Cô gái áo bào tím nhìn Diệp Huyên và Trương Sứ biến mất ở phía xa với nét mặt bình tĩnh, không biết nàng ta đang nghĩ gì. Còn sắc mặt của ông lão ở sau lưng nàng ta thì đang rất u ám. Cô gái áo bào tím đột nhiên nhẹ giọng nói, bút đại đạo. Dứt lời, nàng ta híp mắt, trong mắt có ánh sáng lóe lên, không biết đang tính toán cái gì, trong đường hầm thời không, Trương Sứ nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, thiếu chủ, cậu quá tốt bụng. Tốt bụng, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, không phải ta tốt bụng, mà là ta không muốn giết chóc nữa. Dưới tình huống bình thường, chúng ta xảy ra mâu thuẫn với bọn họ, sau đó giết bọn họ, người đứng sau bọn họ sẽ lại đến tìm chúng ta trả thù. Nói xong, hắn lại lắc đầu, làm thế rất nhàm chán. Trương Sứ im lặng, Diệp Huyên lại nói, bớt đi chút kẻ thù nhiều thêm chút bạn, dù sao thư viện của ta cũng muốn thay đổi toàn vũ trụ, mà ta không muốn làm việc này bằng giết chóc. Trương Sứ nhìn Diệp Huyên, không nói gì, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện kiếm ý nhàn nhạt, kiếm ý thiện niệm, mà bây giờ, kiếm ý thiện niệm trong người hắn đã hoàn toàn áp chế kiếm ý ác niệm rồi. Ngoài ra, kiếm ý nhân gian của hắn cũng ngày càng mạnh hơn nữa nó còn vô cùng phong phú. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, bây giờ hắn có kiếm Thanh Huyên và chiến giáp của nhị nha, thật ra hắn rất muốn giao chiến với Trương Sứ, muốn xem thử bản thân và thượng cổ thần chênh lệch nhau bao nhiêu. Chắc chắn là có chênh lệch, hắn hoàn toàn không có khả năng vượt hai cấp để giết chết thượng thần cảnh. Sau khi đột phá hóa thần cảnh có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ chắc chắn là không thể. Mà muốn đạt đến hóa thần thì cần có tài nguyên. Tài nguyên, Diệp Huyên thầm thở dài, bây giờ hắn rất cần tài nguyên. Lúc này, Trương Sứ đột nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta đến nơi rồi. Diệp Huyên dừng mạch suy nghĩ, hắn nhìn về phía xa, cách đó không xa, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện, một khắc sau, hai người biến mất bên trong truyền tống trận. Không lâu sau đó, Diệp Huyên và Trương Sứ xuất hiện trên một bình nguyên, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, hắn nhìn xung quanh. Xung quanh trải rộng đủ các loại truyền tống trận, mà bên trong thỉnh thoảng có người đi ra. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, sản nghiệp này có thu nhập quá cao. Làm dịch vụ thế này, mỗi ngày chỉ cần ngồi thu tiền là được. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Trương Sứ, ông ta hành lễ, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn ông ta, ông là người của Tiên Bảo Các à? Người đàn ông trung niên gật đầu, Diệp công tử. Tại hạ là hội trưởng phân hội của Tiên Bảo Các ở La Giới Lan Kình. Diệp Huyên quan sát người đàn ông trung niên, cười nói, ông có quan hệ gì với Lan Sơn? Lan Kình cười đáp, đó là ca ca của ta. Ô, Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó cười nói, ông đến tìm ta có chuyện gì? Lan Kình khẽ mỉm cười, theo ta được biết thì Diệp công tử muốn vay tiền. Diệp Huyên gật đầu, Lan Kình nghiêm túc hỏi, Diệp công tử muốn vay bao nhiêu? Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó đáp, 2 tỷ trụ mạch. Lan Kình im lặng một lát rồi nói, ta cho Diệp công tử vay 3 tỷ. 3 tỷ. Diệp Huyên sửng sốt. Lan Kình lại nói, không cần đảm bảo, cũng không thu lãi suất, nhưng Diệp công tử phải trả trong vòng 10 năm. Diệp Huyên nhìn Lan Kình, tại sao? Lan Kình khẽ mỉm cười, Diệp công tử kỳ tài ngút trời, còn là người được các chủ coi trọng, vì thế ta sẵn lòng làm bạn với Diệp công tử. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Bên trong đúng là có 3 tỷ trụ mạch. Diệp Huyên nhìn La Kinh một lát rồi cười nói, không sợ ta không trả à. Lan Kình chớp mắt, nếu Diệp công tử không trả, ta sẽ lập tức đến thư viện quan huyên nằm ăn vạ. 3 tỷ, Diệp Huyên im lặng nhìn nhẫn chứa đổ trong tay. 3 tỷ cũng không phải một con số nhỏ, mà Lan Kình này lại cho hắn vay như thế, hơn nữa còn không lấy lãi suất. Rõ ràng đối phương không phải vì hắn. Mà là vì Tần Quan hoặc Dương tộc. Lúc này, Lan Kình đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ta còn có việc, xin cáo từ. Nếu Diệp công tử cần gì cứ tới Tiên Bảo Các ta nói một tiếng,
chỉ cần trong khả năng, Lan Kình chắc chắn sẽ không từ chối. Diệp Huyên cười đáp, được. Lan Kình chắp tay, ông ta nhìn thoáng qua Trương Sứ, sau đó xoay người rời đi, Trương Sứ nhìn Lan Kình phía xa, khẽ cười nói, chẳng trách người này có thể làm hội trưởng phân hội tiên bảo các ở La Giới, thông minh hơn Lan Sơn kia nhiều. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, 3 tỷ này chính là một ơn tình lớn. Trương Sứ cười đáp, đừng nói là 3 tỷ, dù bỏ ra 30 tỷ để cho thiếu chủ một ơn tình cũng là đáng giá. Diệp Huyên cười to, hắn nhìn về phía xa, sau đó nói, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Trương Sứ đáp, La Thành, theo ta biết, giới chủ của nơi này tên là La Thiên. Diệp Huyên chớp mắt, bọn họ biết thiếu chủ là ta chứ? Trương Sứ ngơ ngác, sau đó cười nói, thiếu chủ đừng đùa. Sao bọn họ dám không nhận ra cậu được? Nói xong, ông ta do dự một lúc mới tiếp tục, thiếu chủ, cậu đừng tự ti như thế, dù là ta hay La Thiên này cũng chỉ là thuộc hạ của Dương tộc thôi, nếu không có Dương tộc, cả đời này chúng ta cũng không thể đạt đến thượng thần cảnh. Diệp Huyên im lặng, Trương Sứ lại nói, toàn bộ La Giới này, chỉ cần một câu nói của thiếu chủ sẽ lập tức phải đổi chủ. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, quyền lực, không thể không nói, từ trước đến giờ, quyền lực luôn có sức hấp dẫn rất to lớn. Thiếu chủ của Dương tộc, lúc trước, hắn không có khái niệm này, vì hắn chưa từng tiếp xúc với Dương tộc. Nhưng bây giờ, lời nói của Trương Sứ cho hắn biết, thân phận thiếu chủ Dương tộc của hắn đáng sợ đến mức nào. Một câu nói đã có thể thay đổi sống chết của vô số người rồi. Lúc này, Trương Sứ lại nói, còn nữa, có lẽ thiếu chủ không biết, trong toàn bộ các thế giới mà Dương tộc kiểm soát, La Giới này cũng chẳng xem là gì cả. Nó chỉ tương đương với một trấn nhỏ ở thế tục. Không đúng, còn không phải là một trấn nhỏ, quá lắm chỉ là một cái thôn khá rộng lớn mà thôi. Diệp Huyên hơi tò mò, Dương tộc bây giờ là do ai cai quản? Trương Sứ cười khổ, không biết. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, không biết. Trương Sứ gật đầu, nụ cười càng có vẻ cay đắng hơn, cấp bậc của ta không đủ cao, vẫn chưa có tư cách tiếp xúc với nhân vật cấp cao của Dương tộc. Diệp Huyên, Trương Sứ lại nói. Nhưng ta biết Dương tộc có một đội quân thần bí. Diệp Huyên nhìn về phía Trương Sứ, đội quân thần bí. Trương Sứ gật đầu, hình như đội quân thần bí này đều là kiếm tu, không quá đông, nhưng thực lực đều vô cùng đáng sợ. Mà bọn họ chỉ nghe lệnh một người, đó chính là Thính Vân kiếm đế. Thính Vân, Diệp Huyên ngạc nhiên, Thính Vân. Trương Sứ gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, thì ra là nàng. Rất lâu trước đây, hắn từng gặp Thính Vân. Lúc đó còn có cả đồ. Đồ, Diệp Huyên khẽ thở dài, thật ra hắn cũng hơi nhớ đồ. Mà từ sau khi đồ rời đi thì không còn tin tức gì nữa cả. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên thầm quyết định phải nhờ Dương tộc giúp mình tìm đồ. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nói, chúng ta đi đến La Thành thôi. Trương Sứ gật đầu, hai người lập tức biến mất. Sau khi hai người biến mất không bao lâu, một cô gái và một ông lão xuất hiện. Cô gái này chính là cô gái áo bào tím mà hai người vừa gặp trước đó, ông lão kia nhìn chằm chằm phía xa với ánh mắt tối tăm, không biết đang nghĩ gì. Cô gái áo bào tím đột nhiên nói, đi thôi. Dứt lời, nàng ta và ông lão lập tức biến mất. La Thành, khi Diệp Huyên và Trương Sứ đến La Thành, Diệp Huyên bị tòa thành này làm chấn động. Mức độ rộng lớn của tòa thành vượt khỏi dự tính của hắn, tường thành dài đến cuối tầm mắt, cũng cao khoảng 100 trượng. Người đứng trước thành cũng nhỏ bé tựa như một con kiến, đương nhiên khác với thế tục, ở trước mặt người tu luyện có thể lên trời xuống đất, tường thành có cao hơn nữa cũng vẫn rất thấp. Đừng nói là tường thành, ở trước mặt người tu luyện mạnh mẽ, dù là toàn bộ thiên địa cũng là vô cùng nhỏ bé. Trương Sứ đột nhiên cười nói, La Thành này rộng lớn hơn thượng thần giới của ta rất nhiều. Diệp Huyên nhìn về phía Trương Sứ, vậy theo bình thường, các ông phải làm sao mới được thăng chức? Trương Sứ ngẫm nghĩ. Sau đó nói, có hai cách, thứ nhất là thực lực bản thân đủ mạnh, ví dụ như bây giờ nếu ta đột phá đến trên thượng thần, ta sẽ có thể thăng chức, sau đó đi tới vũ trụ rộng lớn hơn để nhậm chức, có được nhiều quyền lợi và tài nguyên tu luyện hơn. Cách thứ hai chính là lập công, nếu lập được công lao gì đó cũng có thể được thăng chức, nói xong, ông ta lắc đầu cả hai cách đều rất khó. Không giấu giếm gì cậu, nếu không ngoài dự đoán, thượng thần cảnh và thượng thần giới đã là giới hạn của ta rồi. Diệp Huyên cười khẽ, gặp được ta, thượng thần cảnh này sẽ là điểm xuất phát của ông. Nói xong, hắn đi về phía xa. Trương Sứ đứng tại chỗ ngây người, sau đó mừng rỡ đuổi theo, lúc này, ông ta hưng phấn đến mức thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy. Như lời ông ta nói, nếu không có cơ duyên đặc biệt,
thượng thần giới và thượng thần cảnh này đã là giới hạn của ông ta rồi. Nhưng Diệp Huyên chính là cơ duyên đặc biệt của ông ta. Đây chính là thiếu chủ của Dương tộc. Ông ta đi theo Diệp Huyên cũng giống như cận thần của thiên tử ở thế tục vậy, ngoài mặt chỉ là một thị vệ, nhưng làm gì có ai dám coi thường ông ta. Sau khi đi vào thành, Diệp Huyên nhìn hai bên, trong thành người đến người đi, vô cùng sầm uất. Trương Sứ cất lời, thiếu chủ, chúng ta đến phủ thành chủ đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người bèn muốn đi đến phủ thành chủ, mà ngay lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ bên cạnh, vị huynh đài này, xin dừng bước. Nghe vậy, Diệp Huyên bèn dừng bước, hắn xoay người, nhìn thấy thanh niên đang đứng sau lưng mình, người đàn ông này chỉ khoảng hơn 20 tuổi, hắn ta mặc trường bào đắt tiền, bên hông còn đeo ngọc bội, khí chất phong độ nhẹ nhàng, rất nho nhã. Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì sao? Thanh niên kia chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Huyên, cười nói, tại hạ tên Lý Phong, không biết các hạ xưng hô thế nào. Diệp Huyên đáp, Diệp Huyên. Lý Phong khẽ mỉm cười, hắn ta chỉ về phía bút đại đạo bên hông Diệp Huyên, Diệp Huynh, không giấu gì Huynh, tại hạ gọi Huynh lại là vì thứ này. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên lên tiếng, ê bút quèn, người đúng là không có đẳng cấp. Người nào cũng biết người cả, người sống kiểu gì thế? Bút đại đạo, Diệp Huyên nhìn bút đại đạo bên hông, sau đó cười hỏi, vì thứ này sao? Lý Phong gật đầu, Diệp Huynh, không giấu gì Huynh, một người bạn của ta muốn mua lại thứ này, Huynh ra giá đi. Mua bút đại đạo, Diệp Huyên sửng sốt, bút đại đạo, Lý Phong cười nói, đúng thế, Diệp Huynh, Huynh ra giá đi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, không bán. Lý Phong mỉm cười, Diệp Huynh, chúng ta sẽ trả một cái giá khiến Huynh hài lòng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, thế thì 10 tỷ đi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lý Phong dần biến mất. Diệp Huyên cười hỏi, nhiều quá à? Lý Phong đáp, Diệp Huynh, như thế gọi là lòng tham không đáy rồi. Diệp Huyên nghiêm túc giải thích, Lý Huynh, thứ này là bút đại đạo đấy. Lý Phong cười khẽ, bút đại đạo, đây chỉ là một phân thân thôi mà. Hơn nữa dù không phải phân thân mà là bản thể, thì nó cũng không đáng giá 10 tỷ trụ mạch. Diệp Huyên, trong căn phòng ở nơi nào đó của hệ Ngân Hà có một giọng nói vang lên, mẹ kiếp. Trong La Thành, Diệp Huyên nhìn Lý Phong, cười nói, Lý Công Tử, bạn của Huynh là. Lý Phong lắc đầu, Diệp Huynh không cần biết đâu. Sau đó, hắn ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện, Diệp Huynh, ta muốn mua bút đại đạo này. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong chỉ có 10 triệu trụ mạch. 10 triệu. Diệp Huyên cạn lời, lúc này, tiểu tháp lên tiếng, 10 triệu. Bút quèn, ngươi mất giá quá. Nếu ta là ngươi, ta sẽ đi mua một miếng đậu phụ đập đầu chết cho rồi. Quá mất mặt, bút đại đạo nổi giận, cái tháp rách kia, ngươi có thể đừng nói nhảm nữa không? Tiểu tháp lạnh lùng đáp, ngươi gào lên với ta làm gì? Ngươi gào với hắn đi. Bút đại đạo đột nhiên bình tĩnh nói, ta quát một người sắp chết làm gì? Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi làm gì người ta rồi? Bút đại đạo đáp, liên quan gì đến ngươi? Tiểu tháp, trong thành, Diệp Huyên nhìn 10 triệu trụ mạch trước mặt, lắc đầu cười khẽ, Lý Huynh, Huynh định ép ta phải bán sao? Lý Phong nhìn Diệp Huyên, ngón cái của hắn ta chạm nhẹ lên nhẫn chứa đồ, bên trong lập tức chỉ còn lại 9 triệu trụ mạch, bán không? Diệp Huyên lắc đầu, Lý Phong khẽ mỉm cười, ngón cái lại chạm nhẹ một cái. Bên trong giảm xuống còn 5 triệu trụ mạch, có bán không? Diệp Huyên vẫn cười lắc đầu. Trương Sứ bình tĩnh nhìn Lý Phong, ánh mắt kia như đang nhìn một người chết. Lý Phong đột nhiên cất nhẫn chứa đồ đi, sau đó cười nói, Diệp Huynh, bây giờ dù là một đồng cũng không có đâu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, Lý Huynh, Huynh nhìn ta đi, Huynh cảm thấy ta là một người dễ bắt nạt à? Lý Phong cười to, sao nào, Diệp Huynh muốn uy hiếp ta ư? Diệp Huyên lắc đầu, ta chỉ muốn Huynh nhìn ta kỹ hơn, xem ta có phải người dễ bắt nạt không thôi. Lý Phong nghiêm túc quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, ta cảm thấy Huynh rất dễ bắt nạt. Diệp Huyên nhìn Lý Phong, nhìn ra từ đâu? Lý Phong cười đáp, nhu nhược yếu đuối, nói chuyện nhẹ nhàng, còn không nóng tính, người như thế đều rất dễ bắt nạt, ta nói đúng không? Diệp Huyên nhìn Lý Phong, cười nói, Huynh giữ đôi mắt này để làm gì vậy? Lúc này, Trương Sứ chắp ngón tay lại, vụt, đôi mắt của Lý Phong đột nhiên bắn ra máu tươi, a. À. Lý Phong kia hoảng hốt, liên tục lùi lại, giận dữ nói, ngươi dám đả thương ta. Ngươi dám đả thương ta,
Diệp Huyên lắc đầu, bị người khác tính kế đẩy vào đường chết. Người có não để làm gì? Trương Sứ lại chắp tay đánh tới. Xoẹ. Đầu của Lý Phong lập tức rơi xuống, máu tươi bắn ra như suối phun. Giết người, vô số người xung quanh hoảng hốt, vội vàng lùi lại. Phải biết rằng trong thành có quy định không được giết người. Trong tửu lâu nào đó, một người đàn ông áo trắng đột nhiên cầm lấy ly rượu trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm, hơi nhếch môi, vốn cứ tưởng là một người thông minh, không ngờ cũng là một tên ngốc. Giết người trên địa bàn của Dương tộc, đúng là làm bản công tử cười chết mất. Trước mặt người đàn ông áo trắng còn có một cô gái. Chính là cô gái áo bào tím kia. Cô gái áo bào tím cầm chung trà lên uống một ngụm, sau đó cười nói, Bạch Sinh huynh, đừng nên coi thường người này. Đặc biệt là người bên cạnh hắn, ít nhất cũng là cường giả hóa thần tầng 5 trở lên. Người đàn ông tên Bạch Sinh nhìn Trương Sứ phía xa, sau đó cười nói, đúng là không tầm thường. Dứt lời, hắn ta nhìn về phía cô gái áo bào tím, Chiêm Đài Tĩnh. Cô và người này có ân oán sao? Cô gái áo bào tím tên Chiêm Đài Tĩnh khẽ mỉm cười, có thể xem là thế. Bạch Sinh đang định đáp lại thì chợt nhíu mày quay đầu lại, đầu cầu thang ở cách đó không xa có một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi đi lên, ở bên cạnh hắn còn có một người đàn ông trung niên. Chính là Diệp Huyên và Trương Sứ. Thấy hai người đi lên, Bạch Sinh hơi nhíu mày. Lúc này, một ông lão tay cầm gậy đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Sinh, lão ta nhìn chằm chằm vào Trương Sứ. Trong mắt đầy vẻ đề phòng. Diệp Huyên chậm rãi đi về phía Bạch Sinh, lúc này, ông lão bên cạnh Bạch Sinh lập tức chặn trước mặt Diệp Huyên, một khắc sau, Trương Sứ đột nhiên nâng tay phải, đè xuống từ trên không trung. Oanh, dưới ánh nhìn của mọi người, ông lão cầm gậy kia lập tức quỳ phịch xuống trước mặt Diệp Huyên, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Sinh trợn mắt, vì ông lão cầm gậy là cường giả hóa thần tầng 4 đỉnh cao. Nhưng thậm chí còn không có sức phản kháng trước người đàn ông trung niên này. Phía xa, nét mặt của cô gái áo bào tím cũng thoáng chốc trở nên nặng nề. Đánh giá thấp rồi, Trương Sứ này rất có thể là cường giả hóa cảnh tầng 6 trở lên. Diệp Huyên chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch Sinh, sau đó cười nói, ta vốn còn hơi tò mò, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta đến La Thành, hoàn toàn không có kẻ thù, sao lại có người nhằm vào ta được. Nói xong. Hắn nhìn về phía cô gái áo bào tím, cười nói, vừa gặp cô nương, ta đã hiểu ra. Chiêm Đài Tĩnh nhìn Diệp Huyên, im lặng. Diệp Huyên cười nói với nàng ta thấy rất khó hiểu, chúng ta gặp nhau chỉ là vì một chuyện rất nhỏ, tại sao cô nương phải gây thù chuốc oán vì một chuyện nhỏ chứ? Ông lão áo đen bên cạnh Chiêm Đài Tĩnh đang định lên tiếng thì Trương Sứ đột nhiên nắm chặt tay. Thân thể của ông lão áo đen lập tức vỡ tan, linh hồn bị một bàn tay vô hình giữ chặt cổ họng. Không thể nói thành lời. Trương Sứ lạnh lùng nhìn ông ta, thiếu chủ không hỏi ngươi thì ngươi phải câm miệng, hiểu không? Ông lão áo đen hoảng sợ nhìn Trương Sứ, trong mắt đầy vẻ khó tin. Trong khoảnh khắc khi nãy, ông ta định đánh trả, phải nói là ông ta đã chuẩn bị trước rồi, nhưng vào lúc Trương Sứ ra tay, ông ta vẫn không thể nào đánh trả. Thấy thân thể của ông lão áo đen bị đánh tan trong nháy mắt, sắc mặt Chiêm Đài Tĩnh lập tức trở nên khó coi, nàng ta nhìn Diệp Huyên. Đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu cười khẽ, cô nương, ta vốn không muốn gây chuyện, vì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng chỉ tiếc là chỉ một mình ta nghĩ thế. Nếu cô nương muốn gây chuyện với ta, thì ta sẽ cho cô được như ý. Nói xong, Chiêm Đài Tĩnh còn chưa kịp phản ứng đã bị một tia kiếm quang xuyên thủng qua giữa chân mày, sau đó bị ghim chặt lên cột. Chiêm Đài Tĩnh quát lên, ta là người của Chiêm Đài tộc. Diệp Huyên nhìn Chiêm Đài Tĩnh. Cười nói, biết vì sao ta không giết cô không? Là vì muốn cô gọi người đấy. Nào, gọi người đi, gọi người mạnh nhất của Chiêm Đài tộc các cô ấy. Nghe vậy, Chiêm Đài Tĩnh thầm thấy sợ hãi, sao người đàn ông này lại tự tin như thế? Vì sao, lúc này, Chiêm Đài Tĩnh đột nhiên hơi hoảng hốt. Lúc này, sắc mặt của Bạch Sinh ở bên cạnh cũng cực kỳ nặng nề, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, các hạ. Trương Sứ đột nhiên vung tay tát một cái. Chát! Dưới ánh nhìn của mọi người, thân thể Bạch Sinh lập tức vỡ tan, biến thành tro bụi, mà xung quanh tửu lâu lại không bị làm sao cả. Bạch Sinh sửng sốt, Trương Sứ lạnh lùng nhìn linh hồn của Bạch Sinh, thiếu chủ có hỏi ngươi sao? Bạch Sinh, Diệp Huyên nhìn về phía Chiêm Đài Tĩnh bị hắn ghim trên cột, người của cô đâu? Chiêm Đài Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên bật cười, lúc này, một khí thế đáng sợ đột nhiên truyền đến từ bên cạnh, sau đó... Một ông lão tay cầm trường thương xuất hiện trong tửu lâu.
Ông lão nhìn Diệp Huyên, lão phu là chiêm đài. Lão ta còn chưa nói hết câu, trương sứ kia đột nhiên đánh tới một quyền. Ầm. Bạch Sinh không dám giấu giếm, nói ra hết tất cả mọi chuyện. Sau khi nghe Bạch Sinh nói xong, Bạch Chiếm lạnh lùng nhìn về phía chiêm đài tính, ông ta biết Bạch Sinh là nghe theo lời người phụ nữ này. Hay. Bạch Chiếm lắc đầu thở dài, đúng là đồ vô dụng. Bạch Chiếm thôi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên bên cạnh, ông ta chắp tay, công tử, chuyện này là lỗi của Bạch gia ta, xin công tử nương tay. Diệp Huyên cười nói, hình như ông không có thành ý lắm. Bạch Chiếm sửng sốt, sau đó hỏi, công tử cần thành ý gì? Diệp Huyên nhìn Bạch Sinh, sau đó cười nói, tên này ăn hại như thế, có lẽ không có địa vị gì trong tộc của ông đâu đúng không? Nghe vậy, Bạch Chiếm vội vàng gật đầu, đang định đáp lời thì Bạch Sinh đột nhiên gần giọng nói, cha ta là tộc trưởng Bạch tộc, ta chính là thế tử của Bạch tộc. Nghe thấy lời của Bạch Sinh, Bạch Chiếm lập tức nghẹn họng, suýt phun ra một ngụm máu. Ngu ngốc! Nghe thấy lời của Bạch Sinh, Diệp Huyên nhếch môi, nếu đã là thế tử thì mạng phải có giá cao hơn. 1 tỷ. Dứt lời, hắn khẽ mỉm cười, bỏ 1 tỷ ra mua mạng của thế tử của các ngươi cũng không quá đáng đúng không? Bạch Chiếm nhìn Diệp Huyên, nét mặt dần bình tĩnh trở lại, 1 tỷ. Diệp Huyên gật đầu, nhiều lắm sao? Bạch Chiếm im lặng một lát rồi nói, các hạ đòi hơi nhiều rồi. Diệp Huyên cười đáp, ông có thể từ chối. Bạch Chiếm hít mắt, các hạ, làm việc gì cũng phải nương tay một chút, sau này gặp nhau cũng dễ ăn nói, cậu. Trương Sứ đột nhiên đánh ra một quyền. Ông lão lập tức biến mất, bị giết chết trong nháy mắt, nhìn thấy cảnh này, con người của chiêm đài tính chợt co lại như mũi kim. Mà lúc này Bạch Sinh cũng vô cùng hoảng sợ. Rốt cuộc Trương Sứ này mạnh đến mức nào? Thật sự chỉ là bán bộ hóa thần thôi sao? Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, ông ta nhìn thoáng qua Bạch Sinh, sau đó nhìn về phía Trương Sứ các hạ là. Trương Sứ lạnh nhạt nói chuyện với thiếu chủ của ta. Nghe vậy, người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta hơi do dự, sau đó cất lời, tại hạ là đại trưởng lão Bạch tộc Bạch Chiếm, không biết các hạ xưng hô thế nào. Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên, Diệp Huyên, người đàn ông trung niên nhíu mày, ông ta chưa từng nghe nói đến cái tên này. Người đàn ông trung niên thôi suy nghĩ, trầm giọng nói, không biết Bạch tộc ta đã đắc tội gì với cậu. Diệp Huyên chỉ Bạch Sinh phía xa, cười nói, ông hỏi hắn ta đi. Nói xong, hắn lại nhìn Trương Sứ, nếu hắn ta dám nói dối nửa câu, thẳng tay siêu độ cho hắn ta. Trương Sứ cúi người hành lễ, tuân lệnh, Bạch Sinh. Bạch Chiếm nhìn thoáng qua Trương Sứ, sau đó nhìn về phía Bạch Sinh, nói. Bạch Chiếm híp mắt, nâng hai cánh tay lên trước ngực, một khắc sau, ông ta lập tức biến mất. Bị tiêu diệt hoàn toàn. Không có chút động tĩnh. Nhìn thấy cảnh này, người trong tử lâu đều thay đổi sắc mặt. Quá đáng sợ. Giết chết trong nháy mắt không đáng sợ, đáng sợ là có thể giết một cách dễ dàng như thế, một chút động tĩnh cũng không có. Đúng là phi thường. Lúc này, đám người Bạch Sinh bắt đầu thấy sợ hãi. Thật sự sợ rồi. Bọn họ biết mình động vào người không nên động vào rồi. Diệp Huyên nhìn về phía chiêm đài tính cũng sợ hãi nhìn hắn, ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên cười nói, cô nương, cô có thể gọi người. Sắc mặt chiêm đài tính hơi khó coi. Gọi người. Lúc này, nàng ta thật sự rất hoang mang. Một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ bên cạnh, sau đó, có một người đàn ông trung niên bước lên. Nhìn thấy ông ta, chiêm đài tính lập tức mừng rỡ gọi cha. Người đó chính là tộc trưởng chiêm đài tộc chiêm đài nguyên. Sau khi đi lên, chiêm đài nguyên thẳng thừng bỏ qua chiêm đài tính, sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn hắn, trước khi đến, ta đã điều tra. Toàn bộ La giới đều không có một Diệp tộc mạnh mẽ thế này, có lẽ công tử đến từ bên ngoài. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Chiêm Đài Nguyên nói tiếp, công tử, đây vốn là một chuyện nhỏ, công tử có thể nương tay không? Diệp Huyên chỉ Chiêm Đài Tính bên cạnh, ta đã cho nàng một cơ hội rồi, tiếc là nàng không quý trọng nó. Sau khi đến đây, nàng lại gây chuyện với ta, ông nói nàng làm thế có đúng không? Chiêm Đài Nguyên lắc đầu, không đúng. Diệp Huyên cười nói, 1 tỷ, đưa ta 1 tỷ,
ta sẽ thả nàng ra. Chiêm Đài Nguyên từ chối, công tử ra tay đi. Diệp Huyên sửng sốt. Chiêm Đài Nguyên cười nói, công tử, nàng không đáng giá 1 tỷ trụ mạch. Nghe vậy, sắc mặt Chiêm Đài Tĩnh thoáng chốc trở nên tái mét. Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng là con gái của ông đấy. Chiêm Đài Nguyên cười khẽ, con gái không còn có thể sinh thêm. Nhưng 1 tỷ trụ mạch sẽ khoét sạch của cải của Chiêm Đài tộc ta. Vì một người làm hại cả gia tộc, quá không đáng giá. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Chiêm Đài Nguyên đột nhiên vung tay phải. Oanh! Chiêm Đài Tĩnh bị một lực lượng đánh trúng, sau đó giết chết. Giết rồi. Diệp Huyên sửng sốt. Cứ thế giết chết sao? Cha ruột đây à? Mẹ kiếp! Diệp Huyên đã kinh ngạc đến mức ngây người. Không chỉ Diệp Huyên mà cả Trương Sứ cũng khá bất ngờ, ông ta nhìn Chiêm Đài Nguyên ở trước mặt Diệp Huyên, không nói gì. Bạch Sinh kia cũng nhìn Chiêm Đài Nguyên với vẻ khó tin, đương nhiên, lúc này hắn ta cảm thấy bi ai nhiều hơn, hắn ta biết so với một gia tộc, con người thật sự nhỏ bé không đáng kể. Lúc này, Chiêm Đài Nguyên đứng dậy, sau đó thi lễ, công tử, người gây chuyện đã chết. Ân oán giữa Chiêm Đài tộc ta và công tử cũng đã không còn, bảo trọng. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng im tại chỗ một lát rồi khẽ nói, thật ra phụ thân của ta vẫn còn tốt lắm. Người đàn ông áo xanh. Lúc này, một khí thế đáng sợ đột nhiên tấn công tới từ phía chân trời. Bạch Sinh hưng phấn thốt lên, cường giả của La Thành. Là cường giả của La Thành. Cường giả của La Thành. Rõ ràng là La Thành đã biết nơi này có tranh chấp. Bạch Sinh nhìn về phía Diệp Huyên, gằn giọng nói, người có biết Dương tộc không? Ra tay giết người trên địa bàn của Dương tộc chính là đang xem thường Dương tộc. Diệp Huyên cầm chung trà trước mặt lên uống một hớp, sau đó nhẹ giọng nói, Dương tộc. Hắn lắc đầu cười khẽ, búng tay một cái là có thể tiêu diệt. Bạch Sinh. Trương Sứ xấu hổ, ra oai thế này. Búng tay một cái là có thể tiêu diệt. Nghe Diệp Huyên nói thế, Bạch Sinh bỗng cười ha hả không dứt. Diệp Huyên không để ý đến Bạch Sinh mà chỉ nhẹ nhàng uống trà, nhưng nghĩ đến điều gì đó, hắn quay sang nhìn Trương Sứ, ta nói sai à? Vẻ mặt Trương Sứ cứng đờ. Lúc này bỗng có tiếng bước chân vang lên, chẳng mấy chốc đã có một ông lão chậm rãi bước đến. Ông lão mặc một bộ trưởng bào màu đen rộng thùng thình. Hai tay giấu trong áo, ánh mắt sắc làm tựa đao, trông rất dữ dằn. Lão cất bước rất chậm rãi, tạo ra một áp lực vô hình cho người khác, sau lưng lão còn có 4 người ác đen nữa. Khí tức của 4 người này đều vô cùng mạnh mẽ. Ông lão chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên rồi ngồi xuống, nhìn thấy cảnh này, Trương Sứ nhíu mày lại có chút không vui. Ngồi đối diện với Diệp Huyên. Đến cả ông ta còn không dám. Trương Sứ đang định quát tháo nhưng như nghĩ đến gì đó, ông ta đánh mắt sang nhìn Diệp Huyên, rồi bỏ ý định ấy đi. Ông lão mặc trường bào nhìn Diệp Huyên ở đối diện, người nói búng tay một cái là diệt được Dương tộc. Diệp Huyên gật đầu, nói đùa ấy mà, đừng cho là thật. Nói đùa. Ông lão mặc trường bào cười khẽ, thú vị thật, người nói có thể diệt Dương tộc trong nháy mắt rồi bảo chỉ là đùa. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Lúc này, Bạch Sinh ở bên đột nhiên gào lên, người dám miệt thị Dương tộc. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Bạch Sinh đang nổi điên kia, liên quan đếch gì đến ngươi. Bạch Sinh vô cùng phẫn nộ. Ông lão mặc trường bào ngồi đối diện Diệp Huyên cười khẽ, người trẻ tuổi, không thể không nói, ngươi là người ngông cuồng nhất ta từng gặp đấy. Tất nhiên lão phu cũng có thể hiểu được, dù sao tuổi trẻ thì bồng bột mà. Nhưng ngươi có biết Dương tộc không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Ông lão mặc trường bào còn định nói gì đó, thì Diệp Huyên bỗng lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra, đây là chiếc nhẫn phụ thân để lại cho hắn lúc trước. Diệp Huyên đặt nhẫn chứa đồ lên bàn rồi nhìn sang ông lão mặc trường bào. Ông lão mặc trường bào liếc chiếc nhẫn kia một cái, khẽ nhíu mày, ngươi có ý gì? Diệp Huyên sửng sốt, ông không biết vật này à? Ông lão mặc trường bào nhìn Diệp Huyên, ta cần phải biết à? Diệp Huyên quay sang nhìn Trương Sứ, ông nhận ra thứ này không? Trương Sứ do dự một lúc rồi lắc đầu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hơi nghi ngờ. Lúc này, Trương Sứ khẽ nói, là kiếm chủ đưa cho cậu sao?
Diệp Huyên gật đầu. Trương Sứ cười khổ, vậy chỉ có một cách giải thích được thôi, là do cấp bậc của chúng ta quá thấp. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão mặc trường bào nhìn về phía Trương Sứ, các hạ xưng hô như thế nào? Trương Sứ lắc đầu, bảo La Thiên đến đây đi. Cấp bậc của ngươi quá thấp, không xứng nói chuyện với thiếu chủ. La Thiên. Ông lão mặc trường bào híp mắt lại, ngươi biết giới chủ. Trương Sứ khẽ nhíu mày, bảo ngươi làm gì thì làm nấy đi, ngươi nói nhảm nhiều thế làm gì. Trong mắt ông lão mặc trường bào ánh lên một tia sáng lạnh, lão đứng dậy, lập tức có năm luồng khí tức kinh khủng ập đến trên người Trương Sứ. Trương Sứ hừ lạnh, phất tay áo lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thân thể của năm người phe ông lão mặc trường bào lập tức bị phá vụn, chỉ còn dư lại linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, cả năm đều sửng sốt. Bạch Sinh cũng vô cùng hoang mang. Lúc này, ông lão mặc trường bào run giọng nói, ngươi. Ngươi là thượng thần cảnh. Thượng thần cảnh. Nghe ông lão mặc trường bào nói thế, sắc mặt của Bạch Sinh lập tức tái lại. Trương Sứ đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, La Thiên, ta không tin ngươi không biết thiếu chủ đã giá lâm. Giọng nói như sấm rền, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ La Thành. Trương Sứ vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện, người này mặc một bộ áo bào hoa, tóc dài xõa vai, quanh thân tỏa ra một luồng uy thế vô cùng khủng bố. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, đám người ông lão mặc trường bào vội vã quỳ xuống, bái kiến giới chủ. Người đến chính là La Thiên. La Thiên không quan tâm đến nhóm ông lão mặc trường bào, ông ta chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó dưới cái nhìn của mọi người, ông ta hơi nghiêng mình thi lễ, giới chủ La Giới bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ. Nghe La Thiên nói thế, Bạch Sinh ở bên cạnh như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Mà đám người ông lão mặc trường bào thì như hóa đá. Trương Sứ híp mắt lại, trong mắt ánh lên tia sáng sắc lạnh. Bởi vì La Thiên chỉ hành lễ với Diệp Huyên chứ không quỳ xuống. Diệp Huyên nhìn La Thiên, không nói gì. La Thiên không đợi Diệp Huyên đáp lời mà đã đứng dậy, sau đó bình tĩnh nói, không biết thiếu chủ đến La Giới nên không thể nghênh tiếp phải phép, kính xin thiếu chủ thứ tội. Trương Sứ cười khẩy, thứ tội. La Thiên, ngươi đang kể chuyện cười à? Nếu ta đoán không nhầm, khi ta và thiếu chủ vừa đặt chân đến La Thành thì ngươi đã biết rồi, nhưng lại chậm chạp không chịu đến, còn để mặc cho các thế lực trong thành đến gây chuyện với thiếu chủ, ngươi. La Thiên bỗng quay đầu nhìn Trương Sứ. Trương Sứ, nếu tính theo cấp bậc thì ngươi cũng coi như là cấp dưới của ta, mời ngươi chú ý ngữ khí khi nói chuyện. Nghe vậy, Trương Sứ híp mắt lại, trong mắt lấp lúc tia sáng lạnh. Nhưng La Thiên không thèm quan tâm. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng bật cười, ông tên là La Thiên đúng không? La Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, bẩm thiếu chủ, phải. Diệp Huyên đứng dậy đi tới trước mặt La Thiên, hắn nhìn thẳng vào ông ta, trả lời vấn đề vừa nãy Trương Sứ hỏi ông đi. La Thiên nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, ta cho ông một cơ hội cuối cùng, trả lời đi, ngay lập tức. La Thiên trầm mặc một lát rồi đáp, ta không muốn trả lời. Làm càn. Trương Sứ ở một bên lập tức nổi giận, ông ta đấm thẳng một quyền về phía La Thiên. La Thiên xoay người cũng đấm ra một cú. Ầm. Hai nắm đấm vừa chạm vào nhau, cả tòa tử lâu lập tức bị phá vụn. Một luồng uy thế kinh khủng nhanh chóng bao phủ toàn bộ La Thành. Toàn bộ La Thành đều khiếp sợ. Có người dám đánh nhau ở trong La Thành. Chẳng mấy chốc, mấy vạn luồng khí tức mạnh mẽ bỗng phóng lên trời từ trong La Thành, chớp mắt đã tụ lại xung quanh tử lâu, vây kín nơi này. Lúc này đây, tất cả thế lực trong thành đều được điều động đến đây. Nhanh nhất là người của Tiên Bảo Các. Hội trưởng phân hội Tiên Bảo Các Lan Kình lập tức chạy đến hiện trường, khi thấy hai bên đang dương cung bạt kiếm thì ông ta ngẩn ra, một khắc sau, ông ta lập tức đứng sang phía Diệp Huyên, cùng lúc đó, vô số cường giả của Tiên Bảo Các cũng đua nhau chạy ra phía sau ông ta đứng. Ở giữa không trung, Trương Sứ nhìn chằm chằm vào La Thiên, người muốn làm phản sao? Vẻ mặt La Thiên rất bình tĩnh, tạo phản. Trương Sứ, người đang nói đùa đấy à? Nói đoạn. Ông ta liếc mắt nhìn Diệp Huyên rồi mới nói tiếp, theo ta được biết, không người nào được nhậm chức thiếu chủ chính thức trong Dương tộc cả,
nếu đã không phải người cầm quyền thì thiếu chủ kia không thể ra lệnh cho chúng ta được. Nghe vậy, Trương Sứ giận tím mặt, mà lúc này, Diệp Huyên bỗng khẽ cười, bảo, lão Trương, đừng giận. Nghe Diệp Huyên nói thế, Trương Sứ do dự một lúc rồi cũng cung kính đứng ra phía sau Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn La Thiên ở đối diện, vẻ mặt ông ta vẫn rất bình tĩnh. Diệp Huyên cười nói, để ta đoán thử nhé, sở dĩ ông dám làm thế chắc hẳn là vì có chỗ dựa. Mà chỗ dựa này nhất định là người trong Dương tộc. Nói rồi, hắn khẽ mỉm cười, ta nghĩ đến một người, là Dương Niệm Tuyết, tỷ của ta. Dương Niệm Tuyết. Nghe vậy, vẻ mặt Trương Sứ lập tức thay đổi. Tất nhiên ông ta biết Dương Niệm Tuyết. Thật ra rất nhiều lúc ai ai cũng nghĩ Dương Niệm Tuyết mới là thiếu chủ của Dương tộc, bởi vì trước đây Diệp Huyên căn bản chưa từng xuất hiện. Sở dĩ mọi người biết Diệp Huyên cũng là vì gần đây mới nghe tin thôi. Trương Sứ đột nhiên trầm giọng nói, ta hiểu rồi. Hẳn là theo phe của Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư. Diệp Huyên nhìn về phía Trương Sứ, cười nói, bên cạnh tỷ tỷ ta ở Dương tộc có rất nhiều người theo tùy tùng đúng không? Trương Sứ gật đầu, bên cạnh Đại Tiểu Thư có rất nhiều người, bọn họ đều đi theo nàng, ủng hộ nàng hết mực, nhưng thiếu chủ đột nhiên xuất hiện. Nói rồi, ông ta nhìn về phía La Thiên, bọn họ cho rằng sự xuất hiện của cậu sẽ uy hiếp đến địa vị của Đại Tiểu Thư, sợ thiếu chủ sẽ cướp mất vị trí tộc trưởng. Diệp Huyên quay đầu liếc mắt nhìn La Thiên, không nói gì. Hắn không ngờ bản thân lại gặp phải tình tiết máu chó kiểu này. Tất nhiên hắn biết đây chắc chắn không phải là ý định của tỷ tỷ, mà là do đám thủ hạ này tự mình quyết định như vậy. Nhưng hắn cũng có chút cạn lời, đám La Thiên này nghĩ cái quái gì vậy? Không phải phụ thân vẫn còn đang sống nhăn răng à? Sao tự dưng bắt đầu nội đấu với nhau rồi? Lúc này, La Thiên đột nhiên nói, thiếu chủ, nếu không còn việc gì khác, ta xin cáo lui trước. Nói rồi, ông ta định rời đi. Tuy ông ta có Dương Niệm Tuyết là chỗ dựa, nhưng có cho thêm 100 lá gan cũng không dám ra tay với Diệp Huyên, đùa gì vậy, cho dù ông ta có thể giết được Diệp Huyên thật thì ông ta có sống nổi không? Chắc chắn là không rồi. Có điều ông ta cũng không cần phải khúm núm với Diệp Huyên quá, dù sao cũng như ông ta từng nói, mặc dù Diệp Huyên thân là thiếu chủ, nhưng lại chưa từng nhậm chức chính thức. Đến nay Diệp Huyên vẫn chưa được toàn Dương tộc tuyên bố công nhận thân phận thiếu chủ. Nói chung, hắn chỉ xếp sau Dương Niệm Tuyết thôi, không chỉ hắn, mà là ai ai cũng phải xếp sau Dương Niệm Tuyết cả. Vào lúc này không thể xảy ra sai sót gì được, nhất định phải chọn phe cho đúng đắn. Ông ta đối xử với Diệp Huyên càng lạnh nhạt thì chỗ dựa phía sau càng vững chắc. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, chờ đã. La Thiên dừng bước lại, ông ta xoay người nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta rất không vui. Hắn biết, hôm nay hắn nhất định phải lập uy, bằng không sau này Dương tộc sẽ không có ai nể mặt hắn cả. Tuy hắn cũng chẳng khát khao gì thế lực của Dương tộc, nhưng dù gì hắn cũng là thiếu chủ Dương tộc, há có thể để những người này khinh thường. Nhiều khi tình thế bắt buộc ngươi phải tranh giành, nếu ngươi không tranh, người ta sẽ cho là ngươi sợ, cho là ngươi mềm yếu, cho là ngươi dễ ức hiếp. La Thiên nhìn Diệp Huyên, vậy thiếu chủ định làm gì? Diệp Huyên quay đầu nhìn Lan Kình ở một bên, cười hỏi, có thể giúp ta liên lạc với Tần Quan cô nương không? Lan Kình gật đầu, được chứ? Diệp Huyên cười nói, vậy nhờ ông. Lan Kình gật đầu, ông ta xòe tay, một chiếc lệnh bài phóng thẳng lên trời. Một khắc sau, phía trời sao xa xôi bỗng nứt ra, ngay sau đó có một hư ảnh xuất hiện. Chẳng mấy chốc, hình ảnh của Tần Quan đã hiện lên trước mặt mọi người. Tần Quan lúc này đang ở trong một cung điện dưới lòng đất, trong tay nàng ấy cầm một chiếc la bàn, trên la bàn có một trận pháp nhỏ xíu đang chuyển động. Lúc này, Tần Quan bỗng quay đầu, khi thấy Diệp Huyên, nàng ấy hơi ngẩn người, sau đó cười chào, Diệp công tử. Diệp Huyên cười đáp, Tần Quan cô nương, tìm cô là có chuyện cần nhờ. Tần Quan cười hỏi, chuyện gì? Diệp Huyên nhìn Tần Quan, mượn người. Tần Quan ngây cả người, sau đó nói, mượn người à? Diệp Huyên gật đầu, ta sắp thay giới chủ La Thành, vậy nên muốn nhờ cô chọn người mới. Mọi người. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, người muốn dọn dẹp nội bộ Dương tộc hả? Diệp Huyên gật đầu, đúng.
Tần Quan trầm mặc một lát rồi nói, người ủng hộ tỷ tỷ ngươi nhiều lắm đấy. Diệp Huyên cười ha ha, vậy để ta dọn luôn một lượt. Tần Quan cũng cười, muốn tạo phản đó à? Diệp Huyên gật đầu, ừ tạo phản luôn. Trương Sứ đứng một bên đã cứng đờ khuôn mặt, thân thể bắt đầu run rẩy. Xong rồi. Thiếu chủ muốn tạo phản. Còn muốn liên hợp với người ngoài tấn công Dương tộc. Mình nên làm gì giờ? Trong tinh không, khóe miệng Tần Quan hơi cong lên, được thôi. Nói rồi, nàng ấy xòe tay ra, một chiếc lệnh bài màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cứ thôi thúc nó là được. Lúc này, La Thiên trầm giọng nói, Tần Quan các chủ, cô cứ nhất thiết phải làm địch với Dương tộc ta. Tần Quan mở to mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, còn cha ngươi thì sao? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu cha ra tay thì ta gọi muội muội tới cho. Tần Quan lập tức búng tay một cái, nàng ấy quay sang nhìn La Thiên, nếu Dương bá phụ không hạ phàm xen vào, thì tiêu diệt Dương tộc ngươi. Nói đoạn, nàng ấy trầm tư một lúc, sau đó sẽ sờ vào túi tiền của mình, cười xòa, hình như cũng chẳng khó khăn gì lắm. Sao tự dưng ta thấy mình hung dữ ghê ha ha, mọi người. Nghe Tần Quan nói thế, La Thiên bỗng giận tím mặt, làm càn. Nhưng Tần Quan không thèm để ý đến ông ta, mà chỉ nhìn Diệp Huyên, ta cho ngươi thêm một lệnh bài nữa. Nói rồi, nàng xòe tay ra, một chốc lệnh bài màu vàng óng bay đến trước mặt Diệp Huyên. Mà vừa rồi nàng đã cho Diệp Huyên một chốc lệnh bài màu đen. Tần Quan cười nói, ngươi tự chơi đi nhé, ta bận rồi. Diệp Huyên vội nói, ta có mượn tiền người của cô hơi nhiều á. Tần Quan dừng bước lại. Nàng xoay người nhìn Diệp Huyên, mượn bao nhiêu? Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, hơn 4 tỷ trụ mạch. Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó hỏi lại, vậy ngươi định làm thế nào? Diệp Huyên cười khổ, trong khoảng thời gian ngắn ta không trả nổi cho cô đâu. Tần Quan cười nói, vậy khỏi trả cũng được, coi như ta tài trợ cho thư viện của ngươi đấy. Lan Kình đứng ở bên cạnh sượng mặt lại. Diệp Huyên mở to mắt, tài trợ chỗ thư viện. Tần Quan gật đầu, ta đã nghe ngóng thư viện của ngươi rồi, tốt lắm, có thể thấy ngươi rất quyết tâm xây dựng nó. Chuyện này rất có ý nghĩa, nên ta cũng muốn tài trợ. Không chỉ tiền, ta còn có thể tài trợ thêm một vài sách cổ. Nhưng ta có một yêu cầu nhỏ. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, yêu cầu gì? Tần Quan nghiêm túc nói, phải kiên trì. Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta sẽ. Tần Quan cười, vậy là được rồi. Ta còn bận vài chuyện nữa. Đợi khi nào ta hết bận thì sẽ đến giúp ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ để thư viện Trung Hoa của mình sát nhập với thư viện Quan Huyên của ngươi, chúng ta cùng nhau quản lý. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, được thôi. Có Tần Quan gia nhập, thư viện Quan Huyên sẽ như hổ mọc thêm cánh. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, Tần Quan không nói gì nữa mà xoay người biến mất. Sau khi Tần Quan biến mất, Lan Kình ở bên cạnh liếc mắt nhìn Diệp Huyên. Vẻ mặt trở nên kỳ quái, mồ hôi thì chảy ròng ròng. Ông ta biết Tần Quan và Diệp Huyên có quen nhau, nhưng ông ta không ngờ là quan hệ giữa Tần Quan và Diệp Huyên. Có chút thâm sâu, không khéo Diệp thiếu này sắp trở thành nam chủ nhân của Tiên Bảo Các. Mừng quá! May mà lúc trước ông ta đã kết một thiện duyên, nếu không thì xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Huyên thu hồi tâm tư lại, hắn nhìn chiếc lệnh bài màu đen trong tay, không hề phí lời mà lập tức thôi thúc nó. Lệnh bài màu đen đột nhiên hóa thành một luồng sáng đen phóng lên trên trời, một khắc sau, luồng sáng đen kia biến mất khỏi trời sao xa xôi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía nó biến mất, chẳng mấy chốc, có hai cường giả bí ẩn mặc áo bào đen bỗng bước ra từ màn sao xa xăm kia. Hai cường giả bí ẩn kia bước thẳng đến trước mặt Diệp Huyên, mà khi bọn họ vừa xuất hiện, toàn bộ La Thành lập tức rung lên, sau đó dần trở nên hư huyễn. Thượng thần cảnh, nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt La Thiên lập tức trở nên ngưng trọng. Hai cường giả bí ẩn cung kính thi lễ với Diệp Huyên. Diệp Huyên quay đầu liếc mắt nhìn La Thiên, bắt ông ta, nghe vậy, sắc mặt La Thiên bỗng thay đổi, ngươi. Lúc này, hai cường giả bí ẩn đã bay thẳng đến chỗ La Thiên. Hai thượng thần cảnh, trong lòng La Thiên khí ép hãi, vội vàng hét lên, ra tay đi. Dứt lời, những cường giả phía sau ông ta lập tức định ra tay, nhưng lúc này, Diệp Huyên lại lạnh lùng liếc những kẻ kia, nói, ai dám. Trong cơ thể Diệp Huyên bỗng có một luồng hào quang màu đỏ ngầu phóng lên trời, trong chớp mắt, một luồng uy thế huyết mạch kinh khủng ập xuống toàn bộ La Thành. Chứng kiến cỗ uy thế huyết mạch kinh khủng này, sắc mặt những cường giả La Thành lập tức thay đổi, không
không dám nhúc nhích gì nữa, Diệp Huyên là thiếu chủ hàng thật giá thật đấy. Ra tay với thiếu chủ sẽ bị khép vào tội tạo phản. Lúc này, trường sứ ở bên cũng canh giữ sát bên người Diệp Huyên, ông ta lạnh lùng quét mắt nhìn những cường giả La Thành kia. Lúc trước ông ta còn thấy hơi sợ, chuyện Diệp Huyên cấu kết với người ngoài đánh Dương tộc chỉ nghe thôi đã thấy hãi, nhưng nghĩ lại thì sao Diệp Huyên có thể tạo phản được chứ? Diệp Huyên là thiếu chủ đấy, hàng thật giả thật luôn, mục đích của hành động lần này hẳn là để lập uy. Diệp Huyên liếc mắt nhìn trương sứ, khẽ mỉm cười, phải công nhận rằng trương sứ này rất được, có thể bồi dưỡng một phen. Lan Kình ở một bên cũng mau chóng dẫn cường giả tiên bảo các đi canh giữ xung quanh Diệp Huyên. Sau khi nghe được cuộc đối thoại của Tần Quan, Lan Kình đã tự mặc định Diệp Huyên sẽ là nam chủ nhân tương lai của tiên bảo các rồi. Bây giờ không cố gắng lấy lòng thì sau này e là không còn cơ hội nữa. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong trời sao xa xăm, La Thiên đã hoàn toàn bị áp chế. Diệp Huyên thu tầm mắt lại, sau đó quay sang trương sứ, bây giờ ông tạm thời tiếp quản La giới đi, nói rồi, hắn lại nhìn những cường giả La Thành, ai không phục, giết. Sau đó hắn xoay người rời đi. Trương sứ vội đáp, tuân lệnh. Ông ta quay sang nhìn những cường giả La giới, các ngươi theo La Thiên hay nghe thiếu chủ? Sắc mặt mọi người đều khó coi vô cùng. Nghe La Thiên hay thiếu chủ? Thấy những cường giả kia do dự, ánh mắt trương sứ dần lạnh lại. Nơi này rõ ràng đã biến thành một tiểu quốc, đúng là núi cao hoàng đế xa, những người này chỉ biết La Thiên chứ không hay gì Dương tộc. Trương sứ đã có sát tâm, nhưng ông ta không hề ra tay, thân là thuộc hạ, kỵ nhất là tự ý làm chủ. Trương sứ vội vàng đuổi theo Diệp Huyên ở nơi xa. Lan Kình đứng tại chỗ nhìn La Thiên đang bị vây công phía chân trời, chỉ biết lắc đầu. Ông ta biết, La Thiên này xong đời rồi, trừ khi Dương tộc thật sự muốn cho Dương Niệm Tuyết kế thừa gia nghiệp, hoặc là quan hệ giữa Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết không tốt, nếu không thì La Thiên tuyệt đối không có đường sống. Một thuộc hạ nho nhỏ mà dám ngỗ nghịch với thiếu chủ, vô phép tắc biết bao nhiêu. Tất nhiên ông ta biết La Thiên chỉ đang muốn thể hiện lòng thành. Nhưng La Thiên lại không nghĩ nhiều thêm được một chút, đó là mẹ nó chứ, ngươi chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé, trước mặt toàn bộ Dương tộc, ngươi còn chẳng được xem là một cái bia đỡ đạn nữa là, ngươi bày tỏ lòng thành cái lông gì. Ngu dốt! Lan Kình lắc đầu thở dài. Rảnh rỗi thì đọc sách nhiều nhiều vào, tránh cho trí tuệ giảm sút, tự rước cái chết vào người. Diệp Huyên và Trương Sứ đi thẳng tới phủ thành chủ của La Thiên, sau khi vào phủ. Diệp Huyên phát hiện lúc này trong phủ không có lấy một bóng người, rõ ràng họ đã biết được chuyện xảy ra ở Tử Lâu rồi. Diệp Huyên liếc mắt nhìn bốn phía, không thể không nói phủ thành chủ này rất lớn, cứ như một tòa cung điện vậy. Diệp Huyên cười khẽ thích hợp xây một thư viện. Thư viện, trương sứ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, thiếu chủ muốn xây thư viện ở đây sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Trương sứ do dự một lúc rồi nói, thiếu chủ, thứ cho ta lắm lời. Nếu thiếu chủ muốn tạo ra một siêu cấp thế lực thì hoàn toàn có thể về Dương tộc kế thừa gia nghiệp mà. Diệp Huyên lắc đầu, khác nhau lắm. Trương sứ có chút ngạc nhiên, khác ở đâu? Diệp Huyên cười đáp, dự định xây thư viện ban đầu của ta khác với Dương tộc, muốn thay đổi toàn bộ Dương tộc trong một chốc là chuyện bất khả thi, bởi vậy ta chỉ có thể mượn Dương tộc phát triển thư viện, cuối cùng mới từ từ thay đổi Dương tộc. Trương sứ hưng phấn hỏi, thiếu chủ muốn tranh vị trí thế tử à? Diệp Huyên cười nói, vốn là của ta rồi, tranh làm gì nữa. Nói xong, hắn rời đi, trương sứ do dự một lát rồi ngập ngừng, đại tiểu thư. Diệp Huyên cũng không quay đầu lại, nếu tỷ tỷ muốn làm thì ta nhường cho, dù sao tỷ ấy làm hay ta làm thì cũng như nhau cả thôi. Nghe vậy, trương sứ hơi ngẩn người, một khắc sau, ông ta lắc đầu nở nụ cười. La Thiên tiêu thật rồi, ban đầu ông ta cũng cho rằng quan hệ của Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết không tốt mấy. Nhưng bây giờ xem ra tỷ đệ người ta rất yêu thương nhau. Nếu quan hệ tỷ đệ người ta tốt như vậy, thì chẳng phải La Thiên kia ngu hết chỗ nói sao? Diệp Huyên đi tới một đại điện an tĩnh, trong này có một bức tượng, chính là người đàn ông áo xanh, thấy bức tượng này, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, lão Trương. Trương sứ bỗng xuất hiện phía sau Diệp Huyên chỉ vào bức tượng người đàn ông áo xanh rồi nói, dẹp cái này đi, thay tượng ta vào. Trương sứ, cuối cùng Trương sứ cũng vâng lệnh. Chẳng bao lâu sau, bức tượng trong đại điện đã biến thành Diệp Huyên. Diệp Huyên ngồi trong một gian phòng. Hai cường giả bí ẩn khi trước hắn gọi đến đã có mặt ở đây, La Thiên cũng được dẫn đến. Chỉ có điều lúc này thân thể La Thiên đã mất, chỉ còn lại linh hồn của ông ta đang bị một cái xích sắt màu đỏ trói buộc.
Hai cường giả bí ẩn dẫn La Thiên đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó cung kính thi lễ, Diệp Huyên cười nói, làm phiền hai vị rồi. Hai cường giả bí ẩn vội vàng lắc đầu, sau đó cung kính lui sang một bên. Diệp Huyên nhìn La Thiên, cười nói, La Thiên giới chủ, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ tiếp quản La giới. La Thiên nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người dựa vào cái gì? Diệp Huyên cười, đang định nói chuyện thì lúc này bỗng có một ông lão đi vào trong đại điện. Ông lão này vừa bước vào đại điện thì hai cường giả bí ẩn bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lên người ông lão nọ. Ông lão không quan tâm đến ánh mắt hai người, chỉ chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Huyên, chắp tay lại, thiếu chủ, tại hạ là giới chủ thương giới Triệu Nhiếp, La Thiên này coi như là thuộc hạ của ta, Diệp Huyên cười nói, tới nhanh vậy à? Triệu Nhiếp trầm giọng nói, thiếu chủ, La Thiên này cũng không mắc sai lầm gì cả, tại sao thiếu chủ lại đối xử với hắn như vậy? Diệp Huyên nhìn thẳng vào Triệu Nhiếp, ông đang chất vấn ta. Triệu Nhiếp bình tĩnh đáp, không dám, chỉ là không thấy La Thiên sai sót gì, mà thiếu chủ lại làm đến mức này, như vậy quá ngang ngược, cũng khiến lòng của chúng thuộc hạ lạnh đi. Diệp Huyên im lặng, lúc này, một ông lão bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, đúng là nực cười, ngươi chẳng qua chỉ là hạng thuộc hạ mà dám chất vấn chủ nhân của mình. Ai cho ngươi gan chó đó? Bọn họ đều biết quan hệ giữa Tần Quan và Diệp Huyên. Vậy nên đều mặc định Diệp Huyên là người phe mình. Khoảng này bị mất mấy chương nêm chuyện không liền mạch. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì chợt dừng lại, hắn quan sát Thanh Khâu một chút rồi kinh ngạc hỏi, muội đạt đến hóa thần rồi hả? Thanh Khâu gật đầu, Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, khi nào vậy? Thanh Khâu cười hì hì, vừa nãy thôi, khéo thật nhỉ. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Thanh Khâu, hỏi lại, vừa đột phá thôi à? Thanh Khâu vội vàng gật đầu. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Thanh Khâu, cười bảo, đúng là lợi hại thật đấy. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ca, kiếm ý nhân gian của huynh như thế nào rồi? Diệp Huyên xòe tay ra, một luồng kiếm ý chậm rãi bay ra từ giữa lòng bàn tay của hắn. Kiếm ý nhân gian, Diệp Huyên nhìn kiếm ý trong tay, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Lâu rồi không dùng, hắn chợt phát hiện kiếm ý của mình đã trở nên rất mạnh mẽ. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, vẫn chưa đủ. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu trầm giọng nói, kiếm ý của ca vẫn chưa được tính là tiểu thành đâu. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tiểu thành. Thanh Khâu gật đầu, lúc nào ca có thể dùng kiếm ý để chấn diệt một thế giới tựa La giới này thì mới được xem là tiểu thành. Diệp Huyên, Trương Sứ ở một bên do dự một lúc mới hỏi, chỉ đơn thuần dùng kiếm ý là có thể chấn diệt được La giới. Thanh Khâu gật đầu, Trương Sứ cười khổ, e là rất khó. Thanh Khâu vô cảm nói, khó lắm à. Ta lại thấy rất đơn giản, Trương Sứ. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười. Hắn không cho rằng Thanh Khâu đang bốc phét, phải nhớ rằng cô nhóc trước mặt này là ai. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, chuyện kiếm ý này cứ giao cho ta muốn kiếm đạo của huynh nhanh chóng được tăng lên. Ta đi bận việc đây. Nói rồi, nàng ấy xoay người rời đi, sau khi rời khỏi đại điện, Thanh Khâu lập tức lao đầu vào một đống công việc. Nàng ấy muốn thay đổi toàn bộ La giới. La giới đủ lớn. Nếu toàn bộ sinh linh cùng cư dân ở La giới này đều tín ngưỡng Diệp Huyên, thì kiếm ý nhân gian của hắn sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Tất nhiên, đây không phải là một chuyện đơn giản. Kiếm đạo của Diệp Huyên chắc chắn không thể tu một lèo là xong, mà phải kiên nhẫn bước từng bước một. Trong đại điện, Diệp Huyên nghe Trương Sứ báo cáo. Trương Sứ không dám nói chuyện của Triệu Nhiếp, Thanh Khâu có thể giết Triệu Nhiếp trong nháy mắt thì cũng có thể tiến ông ta đi đời ngay lập tức. Ông ta không có gan trêu vào cô bé đâu. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Triệu Nhiếp của thương giới như thế nào rồi? Vẻ mặt Trương Sứ cứng đờ, còn thế nào nữa? Đi đời nhà ma rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Trương Sứ, sao thế? Trương Sứ lắc đầu, thiếu chủ, cậu phải giải quyết chuyện này trước, đó là hiện tại trong Dương tộc có rất nhiều người không tôn trọng cậu. Nói rồi, ông ta hơi do dự, cậu có thể liên hệ với kiếm chủ không? Diệp Huyên cười ha ha, nếu chỉ mấy chuyện nhỏ này mà ta phải tìm đến cha thì chẳng phải vô dụng quá rồi sao? Trương Sứ trầm giọng nói, nhưng chỉ cần một câu nói của kiếm chủ là có thể thay đổi được tình cảnh hiện nay của cậu ngay, cậu. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, không giống nhau. Mặc dù ta là thiếu chủ Dương tộc, thế nhưng ta vẫn phải khiến tất cả người Dương tộc phục ta. Tình cảnh hiện tại của ta, dù phụ thân có biết thì cũng không quản đâu. Nếu chút bản lĩnh ấy ta còn không có thì sao có thể trưởng quản toàn bộ Dương tộc? Trương Sứ khẽ gật đầu, cũng đúng. Diệp Huyên quan sát Trương Sứ một chút rồi cười nói, theo ta,
Đợi khi ta lên nắm quyền, ông sẽ là phụ tá đắc lực nhất. Nghe vậy, Trương Sứ giật mình, sau đó lập tức quỳ xuống, thuộc hạ nguyện vĩnh viễn đi theo thiếu chủ, có chết không từ. Diệp Huyên chớp mắt, nếu ta và phụ thân đánh nhau thì ông giúp ai? Hả? Trương Sứ ngạc nhiên nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, ông giúp ai? Trương Sứ đấu tranh một lúc rồi cắn răng nói, giúp thiếu chủ. Từ nay về sau, ta sẽ đi theo thiếu chủ, chứ không phải Dương tộc. Diệp Huyên nhìn Trương Sứ một lúc, sau đó nâng ông ta dậy, bây giờ ông đang là thượng thần cảnh tầng 1 đúng không? Trương Sứ gật đầu, Diệp Huyên cười nói, muốn đạt đến tầng 2 thì cần gì? Trương Sứ trầm giọng nói, tiền. Diệp Huyên hỏi, bao nhiêu? Trương Sứ im lặng một lát rồi đáp, 1,5 tỷ. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên với ánh mắt đầy mong chờ. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, bỏ đi, cứ xem như ta chưa hỏi gì. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trương Sứ hóa đá tại chỗ. Mà đúng lúc này, một chiếc nhẫn chứa đồ đột nhiên bay tới trước mặt Trương Sứ, trong nhẫn có đúng 1,5 tỷ trụ mạch. Cùng lúc đó, giọng nói của Diệp Huyên truyền đến từ xa xa. Đi thôi, Trương Sứ mừng như điên, vội vàng nhận lấy nhẫn chứa đồ rồi chạy theo. Diệp Huyên không ở lại La Giới mà là dùng kiếm Thanh Huyên vượt thời không, đi tới Văn Nhân tộc. Lúc trước hắn đã bỏ ra cho Văn Nhân Lam mấy tỷ, số tiền đó không thể để phí được. Còn Trương Sứ thì đã được hắn đưa vào trong tiểu tháp tu luyện. Tu luyện ở bên ngoài thì không biết đến năm tháng nào mới có thể đạt được đến thượng thần cảnh tầng 2. Lúc Diệp Huyên đi tới Văn Nhân tộc thì bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng, bầu không khí hiện nay của Văn Nhân tộc đang rất căng thẳng. Trong đại điện, Văn Nhân Lam cùng một nhóm người đang ngồi đối diện với tộc trưởng hiện nay của Văn Nhân tộc Văn Nhân Vân. Văn Nhân Vân nhìn Văn Nhân Lam trước mặt, con đang muốn bức vua thoái vị. Vẻ mặt Văn Nhân Lam rất bình tĩnh, cha, sao cha không đổi một cách nhìn khác đi? Cha xem, con gái của cha ưu tú đến mức nào, chẳng lẽ cha không vui mừng sao? Văn Nhân Vân giận dữ, vui mừng. Bây giờ con đang ép ta nhường ngôi, ta còn phải vui mừng. Văn Nhân Lam nhìn Văn Nhân Vân, con là con của cha mà. Văn Nhân Vân nhìn chằm chằm vào Văn Nhân Lam, có loại con gái ép cha mình nhường ngôi cho sao? Văn Nhân Lam khẽ thở dài, cha, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Cha có thoái vị không? Văn Nhân Vân lạnh lùng đáp, không. Văn Nhân Lam gật đầu, nàng ta đứng dậy rồi bảo, gọi tổ tiên đi. Ta muốn để tổ tiên quyết định. Mọi người. Lúc này, trong Văn Nhân tộc đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, một khắc sau, một tia sáng trắng chợt xuất hiện ở giữa đại điện. Thượng thần cảnh. Mặc dù chỉ là một tia hồn phách, nhưng khí tức mạnh mẽ đến nỗi khiến tất cả cường giả nơi đây đều cảm nhận được một luồng áp bức vô hình. Lúc này, một ông lão xuất hiện trong điện. Chính là tổ tiên Văn Nhân tộc. Nhìn thấy tổ tiên Văn Nhân tộc, mọi người đều vội vàng hành lễ. Mà ông lão kia không nói không rằng gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, cười hỏi, nếu các hạ đã đến, sao không ra gặp mặt một lần? Nghe vậy, mọi người đều cả kinh, vội vàng nhìn về phía ngoài điện. Lúc này, ở cửa đại điện xuất hiện một người đàn ông. Chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, Văn Nhân Lam đầu tiên là ngẩn người, sau đó là vui vẻ, nàng ta vội chạy đến trước mặt Diệp Huyên rồi cười hỏi, sao ngươi lại đến đây? Diệp Huyên cười đáp, đến thăm cô một chút. Văn Nhân Lam lườm hắn một cái, nơi này có nhiều người lắm đấy, nói mấy lời buồn nôn đó để làm gì? Hả? Diệp Huyên đơ người. Buồn nôn? Lời của mình buồn nôn sao? Gì vậy trời? Diệp Huyên cảm thấy não mình không còn đủ xài nữa. Lúc này, Văn Nhân Ý cũng đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn về phía Văn Nhân Ý, cười nói, ý cô nương, lâu rồi không gặp. Văn Nhân Ý khẽ mỉm cười, không ngờ Diệp công tử còn quay lại Văn Nhân tộc. Diệp Huyên cười ha ha. Lúc này, tộc trưởng Văn Nhân Vân đột nhiên nhìn Diệp Huyên, khẽ nhíu mày, ngươi là người phương nào? Diệp Huyên nhìn ông ta, đang định nói chuyện thì bỗng, tổ tiên Văn Nhân tộc đột nhiên xoay người nhìn tộc trưởng Văn Nhân tộc, sau đó giơ tay tát ông ta một cái. Chát! Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tộc trưởng Văn Nhân tộc đã bị tát bay, thân thể lập tức vỡ vụn. Mọi người bối rối.
Tộc trưởng Văn Nhân tộc cũng bối rối. Tổ tiên Văn Nhân tộc lạnh lùng liếc mắt nhìn tộc trưởng Văn Nhân tộc, không biết ăn nói thì đừng có nói. Văn Nhân Vân. Tổ tiên Văn Nhân tộc xoay người nhìn Diệp Huyên, cười bảo tiểu hữu xưng hô như thế nào. Diệp Huyên cũng cười đáp, Diệp Huyên. Tổ tiên Văn Nhân tộc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Văn Nhân Lam, nhà đầu, đây là bạn của ngươi à? Văn Nhân Lam gật đầu, vâng. Nói rồi, nàng ta hơi thi lễ tổ tiên, lần này triệu hoán người ra là vì ta muốn trở thành tộc trưởng Văn Nhân tộc, nhưng cha không chịu thoái vị, ta muốn người khuyên nhủ ông ấy một chút. Tổ tiên Văn Nhân tộc lạnh lùng liếc mắt nhìn Văn Nhân Vân, sau đó nói, sao ngươi lên làm tộc trưởng được vậy? Văn Nhân Vân. Tổ tiên Văn Nhân tộc nhìn về phía Văn Nhân Lam, bắt đầu từ bây giờ, người chính là tộc trưởng Văn Nhân tộc. Văn Nhân Lam hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, đa tạ tổ tiên. Tổ tiên Văn Nhân tộc nhìn sang Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, nhà đầu này còn nhỏ tuổi, tiểu hữu, mong cậu trông nom nó một chút. Diệp Huyên cười nói, tất nhiên rồi. Tổ tiên Văn Nhân tộc gật đầu, sau này còn gặp lại. Dứt lời lão đã biến mất. Tất cả mọi người ở đây đều đổ ánh mắt về phía Diệp Huyên. Mọi người ở đây không ai ngu cả, tất nhiên họ đều nhìn ra được thái độ của tổ tiên Văn Nhân tộc đối với Diệp Huyên, không chỉ là tôn kính, mà còn thêm mấy phần nể sợ và lấy lòng nữa. Văn Nhân Lam cũng xoay người nhìn Diệp Huyên, người không quen biết tổ tiên ta, nhưng tổ tiên lại rất kính nể ngươi. Diệp Huyên cười hỏi, có à? Văn Nhân Lam chừng Diệp Huyên một cái, đừng có mà ra vẻ. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, chúc mừng cô trở thành tộc trưởng Văn Nhân tộc. Văn Nhân Lam khẽ hỏi, người muốn mở thư viện đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Văn Nhân Lam cười, người phái người đến đây đi, cần gì cứ nói với ta một tiếng là được. Diệp Huyên cười, đa tạ. Văn Nhân Lam lắc đầu, là ta nên cảm ơn ngươi mới phải. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, không thì cô mở thư viện giúp ta đi. Hiện tại hắn thật sự rất thiếu nhân lực. Văn Nhân Lam khẽ nhíu mày, nhưng ta có học hành gì đâu. Diệp Huyên. Văn Nhân Ý đột nhiên nói, để ta đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Ý, Văn Nhân Ý khẽ mỉm cười, nếu Diệp công tử đồng ý thì cứ giao cho ta sẽ làm tốt thôi. Diệp Huyên cười nói, tất nhiên là được rồi. Nói xong, hắn cười cười rồi từ biệt, vậy ta phải đi rồi. Các cô có cần gì thì cứ liên lạc với ta nhé, ta. Văn Nhân Lam đột nhiên cắt ngang lời Diệp Huyên, đi liền à. Diệp Huyên nhìn Văn Nhân Lam, cười bảo cô còn có chuyện gì à. Văn Nhân Lam nhìn thẳng vào Diệp Huyên, người đến đây chỉ là vì xây thư viện. Diệp Huyên gật đầu. Văn Nhân Lam giận tím mặt, ban nãy người còn bảo là đến thăm ta. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Trong điện. Chúng cường giả Văn Nhân tộc lập tức đen mặt lại. Văn Nhân tộc này sợ là sắp phải đổi họ rồi. Thấy Văn Nhân Lam nổi giận, Diệp Huyên lắc đầu cười, ta đến thăm cô đâu liên quan gì với xây dựng thư viện. Nàng ta tức tối chừng hắn, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Văn Nhân Ý kéo tay, muội đã là tộc trưởng rồi, ăn nói nhớ cẩn thận. Văn Nhân Lam phán lạnh tanh, tất cả lui ra. Cường giả Văn Nhân tộc. Văn Nhân Lam cau mày, nghe không hiểu hả? Chúng ta cần trò chuyện riêng. Mọi người. Nhưng dù sao nàng ta hiện giờ cũng là tộc trưởng, lại còn được tổ tiên công nhận, không ai dám phản đối, bèn đồng loại thối lui. Chỉ có cựu tộc trưởng Văn Nhân Vân đứng lại. Cho đến giờ phút này, ông ta vẫn không cam tâm, không thể chấp nhận chức vị của mình bị con gái đoạt mất. Nhưng cũng biết bản thân đã không thể làm gì hơn. Chuyện đã được chính miệng lão tổ định đoạt, ông ta không cách nào thay đổi, chỉ có thể giữ quan hệ hòa hảo với con gái. Văn Nhân Lam nhìn Văn Nhân Vân với vẻ bất mãn, cha đừng quấy rầy bọn con được không? Nên làm gì thì đi làm cái đó đi. Văn Nhân Vân đen mặt, ta là cha con. Văn Nhân Lam nhíu mày, thì con đâu nói cha không phải, con chỉ nói cha đừng quấy rầy nữa thôi. Văn Nhân Vân do dự, con phải nhớ kỹ, con là tộc trưởng Văn Nhân tộc. Tuyệt đối không thể vì một gã đàn ông mà hành xử theo cảm tính. Con! Văn Nhân Lam thở dài, cha nghĩ hắn sẽ để tâm đến Văn Nhân tộc sao? Văn Nhân Vân sửng sốt.
Văn Nhân Lam lắc đầu, tổ tiên chúng ta đã đạt đến thượng thần cảnh mà còn kính sợ hắn đến thế. Người như vậy sẽ để chút sản nghiệp của văn nhân tộc ta lọt vào mắt sao? Văn Nhân Vân nhìn Diệp Huyên, không đáp lại. Văn Nhân Lam, cha ra ngoài đi. Văn Nhân Vân lại nhìn Diệp Huyên, cười một tiếng tự giễu rồi rời đi. Ông ta đi rồi, đến lượt Văn Nhân Lam im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên cười hỏi, cô nhìn ta làm gì? Văn Nhân Lam im lặng hồi lâu mới nói, ta và tỷ tỷ sẽ giải quyết chuyện học viện thỏa đáng, ngươi đi đi. Văn Nhân Ý kéo tay nàng ta, lắc đầu nói, đừng như vậy chứ. Văn Nhân Lam chỉ lạnh lùng xoay người biến mất. Văn Nhân Ý thở dài, quay sang cười với Diệp Huyên, Diệp công tử, có thể nói chuyện riêng một chút không? Diệp Huyên, đương nhiên. Văn Nhân Ý thả nhẹ giọng, nàng thích ngươi. Diệp Huyên mỉm cười, ta có nhận ra. Văn Nhân Ý, vậy ngươi có thích nàng không? Diệp Huyên lắc đầu cười, nàng chỉ thích ta thôi, ý cô nương à, không phải yêu. Yêu và thích không giống nhau. Văn Nhân Ý nhìn hắn, thích của nàng chính là yêu. Diệp Huyên vừa định mở miệng thì nàng ấy lại tiếp lời, ngươi có không ít phụ nữ bên người, đúng không? Diệp Huyên. Văn Nhân Ý, nhà đầu này tính tình cương liệt, chắc chắn không muốn gia nhập vào một nhóm cô gái khác cùng đi theo ngươi. Ngươi lại là người thông minh, hẳn cũng nhìn ra được điều này nên tránh va chạm với nàng. Ngặt nỗi, ngươi quá thu hút. Diệp Huyên cười, ta hấp dẫn lắm à? Văn Nhân Ý gật đầu, giàu có, đẹp trai, mạnh mẽ, chống lưng to, có duyên với con gái. Quan trọng nhất là tính quyết đoán, như lúc ngươi dứt khoát quyết định cứu ta vậy, có lẽ nàng thích ngươi từ khi ấy. Diệp Huyên nghĩ nghĩ một hồi rồi cười tâu toét, nghe cô nói vậy, nếu ta là nữ thì ta cũng đổ trước bản thân luôn đó. Văn Nhân Ý. Giọng Tiểu Tháp vang lên, tiểu chủ, không ấy mình giữ chút mặt mũi lại được không? Diệp Huyên. Văn Nhân Ý lắc đầu bật cười, ta quên mất, chỗ đáng sợ nhất của Diệp công tử chính là không biết xấu hổ nữa. Diệp Huyên lập tức đen mặt, chẳng lẽ hắn biểu hiện rõ ràng đến thế sao? Văn Nhân Ý cười khẽ, ngươi có thích Lam cô nương không? Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, nói ta không ghét. Sắc mặt Văn Nhân Ý đọng lại. Tiểu Tháp thở dài, trời mẹ ơi, tiểu chủ có biết nói câu này nghe như mấy thằng tồi không? Diệp Huyên lạnh nhạt hỏi lại, vậy ngươi muốn ta nói gì? Ta thật sự không ghét nàng ta. Tiểu Tháp im luôn. Bút Đại Đạo lên tiếng, không được để tên mặt dày này đến hệ Ngân Hà. Văn Nhân Ý lắc đầu cười, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyên hỏi, vậy ý cô nương có thích ta không? Văn Nhân Ý ngẩn ra. Diệp Huyên hỏi lại, có hay không? Văn Nhân Ý im lặng một hồi rồi đáp, ta không ghét ngươi. Nói xong, đến cả nàng ấy cũng sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, hôm khác ta lại đến tìm hai người. Hắn đặt một chiếc nhẫn chứa đồ vào tay Văn Nhân Ý, đây là tiền xây thư viện, đến lúc ấy ta sẽ phái thêm người đến giúp đỡ. Sau đó xoay người rời đi. Để lại Văn Nhân Ý đứng nhìn chiếc nhẫn trong im lặng hồi lâu. Bỗng nhiên, Văn Nhân Lam xuất hiện bên cạnh nàng ấy, nhìn về phương xa tỉ thích hắn. Văn Nhân Ý liếc nàng ta, nhà đầu ngốc này, muội. Văn Nhân Lam nhìn vào mắt nàng ấy, tỷ vẫn không dám đối diện với lòng mình như vậy. Rồi nhìn về phương xa, hắn lại chẳng tốt hơn Mộc Văn gấp trăm lần sao. Văn Nhân Ý im lặng, Văn Nhân Lam lại nói, dù sao giữa tỷ và Mộc Văn cũng chưa có gì xảy ra, đừng khiến nó thành gánh nặng trong lòng. Văn Nhân Ý mỉm cười, nhà đầu ngốc, hắn cách chúng ta quá xa. Những gì muội thấy hiện nay có lẽ chỉ là một góc thực lực mà thôi. Chưa kể hắn chắc chắn có rất nhiều cô gái ưu tú khác. Văn Nhân Lam nhàn nhạt hỏi, thế thì đã sao? Văn Nhân Ý thở dài, một tia lo âu nảy lên trong lòng. Rời khỏi Văn Nhân tộc rồi, Diệp Huyên trở lại Thanh Thành. Có kiếm Thanh Huyên trong tay, hắn muốn đi đâu cũng dễ dàng vô cùng. Khi trở lại rồi, bộ dạng Thanh Thành hiện nay khiến hắn kinh hãi. Toàn bộ Thanh Châu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thư viện Thương Lan này đã trở thành thư viện Quan Huyên, siêu thế lực hùng mạnh nhất nơi này. Được thư viện giúp đỡ, văn minh võ đạo Thanh Châu đã phát triển nhanh như gắn hỏa tiễn.
nơi từng đặt thư viện Thương Lan trước kia nay đã trở thành thư viện Quan Huyên. Khi đi đến đây, một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng Diệp Huyên. Hắn mỉm cười ngước nhìn bốn phía, nghe có tiếng đọc sách vọng ra. Hắn đi đến Thương Lan Điện, thấy đã có mấy trăm học sinh ngồi xếp bằng tại đó, tiếng đọc sách từ đây mà ra. Đứng ở phía trước giảng bài cho các học sinh này là một người thanh niên. Chính là Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên mỉm cười, Mạc Vân Khởi giờ đây đã không còn sốc nổi lòe loẹt như xưa nữa mà đã trở nên trưởng thành chững chạc vô cùng. Hắn ta trưởng thành rồi. Diệp Huyên bỗng nhớ về những ngày đầu tiên đến học viện Thương Lan. Khoảng thời gian vui vẻ biết bao. Có Kỳ An Chi, Tiếu Thất, Bạch Trạch. Hoài niệm vô cùng. Nụ cười trên mặt hắn càng sâu thêm. Lúc này, Mạc Vân Khởi đang giảng bài như cảm nhận được gì đó mà ngẩng lên nhìn về nơi Diệp Huyên đang đứng. Thấy hắn ở đó, Mạc Vân Khởi thoáng ngẩn ra rồi cười lên, sao lại về rồi? Các học sinh đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Diệp Huyên thì ngẩn ra rồi vội vàng đứng dậy thi lễ tham kiến viện trưởng. Là viện trưởng đấy. Các học sinh phấn khích không kiềm được. Bởi vì Diệp Huyên quá mức bí ẩn. Hắn rất ít đi đến các thư viện, thành thử học sinh gia nhập chỉ nghe về hắn chứ chưa từng thấy tận mắt, nên hắn được xem như một nhân vật huyền thoại vậy. Ấy thế mà không ai ngờ rằng vị viện trưởng trong truyền thuyết này lại trở về thư viện. Diệp Huyên cười với các học sinh, không cần đa lễ. Bọn họ đứng dậy, dương những đôi mắt tò mò đánh giá hắn. Hắn hỏi, trông đẹp trai hơn tượng nhiều đúng không? Khi tới đây... Hắn phát hiện dưới chân núi có một pho tượng siêu lớn tạc theo hình dáng mình. Câu hỏi này của hắn khiến các học sinh phá ra cười. Một cô bé tầm 16, 17 chạy đến hỏi Diệp Huyên, viện trưởng là kiếm tu đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cô bé tròn mắt, người biển diễn một chút được không ạ? Gương mặt tràn đầy chờ mong. Các học sinh khác cũng vậy. Diệp Huyên bật cười, được thôi. Hắn vươn tay ra, một khắc sau, kiếm thanh huyên phóng vút lên tầng mây, chấn động kịch liệt. Tất cả các thanh kiếm từ khắp nơi trên Thanh Châu đồng loại run lên, hóa thành từng tia kiếm quang bay lên trời, hội tụ lại phía trên thư viện Quan Huyên như một dòng sông. Chỉ trong chớp mắt, đã có hơn mấy trăm nghìn thanh kiếm xuất hiện. Tất cả cường giả Thanh Châu đồng loạt nhìn về phía thư viện. Người kia trở lại rồi. Các học sinh thư viện ngẩng đầu nhìn mấy trăm nghìn thanh kiếm trên cao mà trong lòng chấn động không thôi. Văn minh võ đạo Thanh Châu hiện nay đã vượt xa khi xưa, nhưng cường giả kiếm tu chân chính vẫn còn quá ít, người mạnh như Diệp Huyên lại càng không tồn tại. Diệp Huyên khẽ động tâm niệm, số kiếm trên cao bay vào vũ trụ, khiến toàn bộ tinh hà run rẩy. Hắn ấn tay phải xuống, những thanh kiếm lại ào ào rơi xuống khiến chân trời vỡ nát. Thấy mấy trăm nghìn thanh kiếm lao xuống, các học sinh hốt hoảng thối lui. Nhưng khi còn cách thư viện tầm mấy trăm trượng, số kiếm trên dừng lại. Các học sinh thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên cong môi, vung tay lên, để từng thanh kiếm hóa thành kiếm quang biến mất ở chân trời. Vật quy nguyên chủ. Diệp Huyên vươn tay gọi kiếm thanh huyên trở lại, cười hỏi cô bé thấy ta ngầu không? Cô bé gật đầu thật mạnh, ngầu ạ. Diệp Huyên cười ha hả tiểu tháp nói, tiểu chủ ta cũng muốn ra vẻ nữa. Diệp Huyên. Mấy lời này của tiểu tháp khiến Diệp Huyên đen mặt, ngươi mà cũng muốn ra vẻ. Tiểu tháp, muốn chứ. Tiểu hồn được ra vẻ rồi, bây giờ đến lượt ta. Diệp Huyên cười, ngươi định làm thế nào? Tiểu tháp suy nghĩ một hồi, nói, xem đây. Rồi lao ra khỏi người Diệp Huyên. Một chùm sáng vàng xông thẳng lên trời. Uỳnh. Theo sau là một cái tháp khổng lồ cao tận mấy trăm nghìn trượng xuất hiện bên trên thư viện Quan Huyên, che khuất cả bầu trời. Các học sinh ngẩn ra như trời trồng khi nhìn thấy nó. Có người thở dài, tháp lớn dễ sợ, chắc đựng được nhiều đồ lắm. Diệp Huyên. Tiểu tháp ở chân trời run lên, tỏa ra từng luồng uy áp khủng khiếp ồ ạt lao xuống. Duỳnh. Toàn bộ thanh thương giới sôi trào trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều biến sắc. Cái tháp này có thể hủy diệt cả thanh thương giới. Diệp Huyên cũng thay đổi sắc mặt, vội nói, tiểu tháp, đủ rồi. Nhưng tiểu tháp chỉ cười, chưa đã ghiền tiểu chủ ơi. Mặt Diệp Huyên đen xì,
tiểu tháp lại hóa thành một tia sáng vàng lao xuống. Xoạt! Toàn bộ thanh thương giới bị nó cất vào bên trong dễ như bỡn. Diệp Huyên! Mọi người có mặt trong tháp đều ngây ra như phỗng. Sau đó có người nhanh chóng phát hiện tốc độ chảy của thời gian ở bên trong không giống với bên ngoài. Kích động! Vô số học sinh bên trong kích động vô cùng. Diệp Huyên thấy vậy thì nhíu mày, động tâm niệm khiến tiểu tháp biến mất trong một luồng sáng vàng, để tất cả trở lại bình thường. Các học sinh trong sân vẫn còn chìm trong chấn động. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Tiểu tháp la lên, sao tiểu chủ lại cản ta? Để ta ra oai thêm chút đi chứ. Diệp Huyên. Giọng Mạc Vân Khởi bỗng vang lên, tất cả tự học. Tự học. Các học sinh nghe vậy nhưng vẫn đứng vây quanh Diệp Huyên, không ai chịu đi. Diệp Huyên đành phải nói, ta có chuyện cần nói với đạo sư của các ngươi. Các học sinh mới không cam lòng giải tán. Mạc Vân Khởi đi đến, quan sát Diệp Huyên một hồi, cười hỏi, sao tự dưng lại trở về? Diệp Huyên, nhớ các ngươi. Mạc Vân Khởi lắc đầu, có quỷ mới tin. Diệp Huyên cười to, đi dạo chút đi. Mạc Vân Khởi gật đầu. Vừa đi Diệp Huyên vừa nói, Thanh Châu thay đổi rất nhiều. Mạc Vân Khởi cười, đều nhờ ngươi cả. Diệp Huyên cười khẽ, đây là chuyện tốt. Mạc Vân Khởi gật đầu, ta nghe nói ngươi không chỉ muốn thay đổi Thanh Châu mà còn thay đổi cả vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu. Mạc Vân Khởi nhìn hắn, trước kia ngươi không như thế này. Diệp Huyên, trước kia ta thế nào? Mạc Vân Khởi, nghĩa khí, trọng tình cảm, nhưng chỉ giới hạn cho bạn bè và thân nhân. Diệp Huyên im lặng. Mạc Vân Khởi cười, ngươi đã thay đổi nhiều lắm. Diệp Huyên lắc đầu cười, vì đã trải qua rất nhiều. Mạc Vân Khởi gật gù, ta có thể thấy. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, cười nói, đợi sau này hoàn thành tâm nguyện rồi, ta sẽ về Thanh Châu làm thầy dạy học. Mạc Vân Khởi bật cười, hoan nghênh, nhưng trực giác của ta nói rằng ngày ấy sẽ không đến đâu. Diệp Huyên nhìn hắn ta, vì sao? Mạc Vân Khởi, trực giác thôi. Diệp Huyên nghĩ ngợi, bút huynh này, huynh làm người thi hành vận mệnh thì ắt hẳn biết rất nhiều thứ. Một hồi sau, bút đại đạo mới nói, số mệnh của cậu thì không. Diệp Huyên ngạc nhiên, vì sao? Bút đại đạo, cậu được hai vị đại lão nghịch thiên cải mệnh cho, căn bản không thuộc tầm quản lý của ta nữa. Chủ nhân ta có thể, nhưng... Nó nói đến đây thì im bặt. Diệp Huyên hạ giọng, nói cách khác, số mệnh tương lai của ta là dấu chấm hỏi. Bút đại đạo, đúng vậy, nhưng ta cũng nghĩ cậu không thể trở về đây dạy học được. Diệp Huyên khó hiểu vì sao. Bút đại đạo, trực giác. Diệp Huyên, bút đại đạo lại nói, Diệp Thiếu, thứ cho ta nói thẳng. Tuy cậu có ba vị đại lão chống lưng cho nhưng trực giác của ta nói rằng kết cuộc tương lai của cậu sẽ không được tốt. Đừng hỏi vì sao, chỉ là trực giác mà thôi. Diệp Huyên im lặng. Đến lượt tiểu tháp lên tiếng, tiểu chủ đừng lo. Thiên mệnh tỷ còn, người cũng còn, thiên mệnh tỷ vĩnh viễn là thần. Bút đại đạo thở dài. Tiểu tháp, bút quèn, mi không tin thiên mệnh tỷ chứ gì. Bút đại đạo cả giận, cái tháp rách nhà mi bớt ăn nói lung tung, ông đây nghi ngờ thiên mệnh lúc nào. Tiểu tháp lạnh giọng hỏi, vậy ngươi thấy ta nói đúng không? Bút đại đạo im lặng một hồi mới đáp, ta không thèm nói chuyện với cái tháp rách rốt nát nhà mi. Cái gì cũng không biết, chỉ biết làm màu. Tiểu tháp. Diệp Huyên lắc đầu cười, thu hồi suy nghĩ, vừa định mở miệng thì nghe Mạc Vân Khởi nói, các ngươi cứ trò chuyện tự nhiên. Rồi hắn ta rời đi. Diệp Huyên nhìn lên, thấy một cô gái đã đứng cách đó không xa ngoài Kỳ An Chi ra thì còn ai. Nàng ta mặc váy dài thuần trắng, tóc để xõa vai. Bên hông đeo thanh đao mà hắn từng tặng cho. Trong tay cầm một cái đùi gà. Diệp Huyên đi đến, mỉm cười chào hỏi, An Chi, lâu rồi không gặp. Kỳ An Chi gật đầu. Diệp Huyên, đi dạo chút nhé. Kỳ An Chi gật đầu. Hai người đi ra sau núi. Trên đường đi, Diệp Huyên bỗng nắm tay Kỳ An Chi. Nàng ta chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn không rút ra. Hai người nắm tay nhau đi. Diệp Huyên cười hỏi, đùi gà ngon không? Kỳ An Chi hơi rũ đầu, không ngon bằng ngươi làm. Diệp Huyên bật cười,
Đoạn vươn tay phóng kiếm Thanh Huyên biến mất ở phía xa. Không bao lâu sau, nó trở lại trước mặt hắn với một con gà treo trên mũi kiếm. Tiểu hồn. Diệp Huyên cười, đi, ta làm gà cho cô ăn. Hắn dẫn Kỳ An Chi ra sau núi, tìm một bãi đất trống, bắt đầu nướng gà. Hai người ngồi xuống, Kỳ An Chi nhìn con gà vàng ruộng mà thiếu điều chảy nước bọt. Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười, nhà đầu này vẫn ham ăn như vậy. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên, Diệp Huyên quay đầu lại, thấy một cô gái đang chậm rãi đi đến. Áo giáp bạc, hồng đeo loan đao. Chính là công chúa Khương Quốc, Khương Cửu. Vẫn anh tư hiên ngang như ngày nào. Nàng ấy mỉm cười chào hỏi, không quấy rầy hai người chứ. Diệp Huyên, không có. Đến ăn chung đi. Khương Cửu cong môi, ngồi xuống bên cạnh Kỳ An Chi. Hỏi Diệp Huyên, người thật sự nghiêm túc với việc xây dựng thư viện sao? Diệp Huyên gật đầu, Thanh Châu chỉ là một góc nhỏ mà thôi, ta muốn phổ biến thư viện đến toàn thể vũ trụ. Khương Cửu, sau đó thì sao? Diệp Huyên cười, tạo nên một trật tự hoàn toàn mới. Khương Cửu im lặng. Kỳ An Chi lên tiếng, rất khó. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, nhưng ta có lòng tin. Khương Cửu hỏi sau một hồi im lặng, chúng ta có thể giúp gì cho ngươi? Diệp Huyên cười, trông nom Thanh Châu thật tốt, làm cho nó trở nên càng tốt hơn nữa. Khương Cửu liếc hắn, ngươi đang chê chúng ta yếu chứ gì? Diệp Huyên lắc đầu cười, tiểu cửu, Thanh Châu này quan trọng vô cùng, hơn nữa ta cũng muốn trở lại đây một ngày nào đó. Khương Cửu, thật sao? Diệp Huyên gật đầu. Khương Cửu im lặng một hồi rồi nói, được, vậy chúng ta chờ ngươi về dưỡng lão. Diệp Huyên phá ra cười to. Bên kia, Mạc Vân Khởi đang cản đường Bạch Trạch. Bạch Trạch nhíu mày hỏi, ngươi làm cái gì đấy hả Mạc ngu ngốc? Mạc Vân Khởi, Diệp Thổ Phỉ đang hàn huyên với mấy cô nàng kia, ngươi đừng có đến quấy rầy. Bạch Trạch, sao lại không thể? Bao lâu rồi không gặp, ta cũng muốn thấy hắn chứ. Mạc Vân Khởi hạ giọng, người ta nam nữ đang nói chuyện với nhau, ngươi xen vào làm gì? Bạch Trạch, chúng ta là bạn mà. Mạc Vân Khởi đau đầu, Bạch Trạch, ta phục ngươi thật luôn, chừng nào thì ngươi bớt cái tính trai thẳng này được hả? Bên kia đang ở trong thế giới riêng của hai người, hiểu chưa? Bạch Trạch im đi một hồi mới hỏi, ý ngươi là ta đi qua đó sẽ quấy rầy người ta. Mạc Vân Khởi gật đầu, cuối cùng cũng chịu hiểu. Bạch Trạch nhíu mày, nhưng sao lại phải quấy rầy? Mạc Vân Khởi cứng đờ. Ở sau núi, Diệp Huyên nướng gà, Kỳ An Chi và Khương Cửu mỗi người cầm một cái đùi gà trong tay. Khương Cửu nhấm nháp gọn gàng. Còn Kỳ An Chi đã là ăn muốn ăn nghiến. Diệp Huyên nhìn họ, khóe môi cong lên. Cảm giác thân thuộc. Mỗi một lần trở lại Thanh Châu, hắn đều có cảm giác này mà không có được ở nơi nào khác. Tiếc rằng không có Diệp Liên. Diệp Liên. Diệp Huyên thở dài, đã rất lâu rồi không gặp nhau, chẳng biết nhà đầu kia bây giờ ra sao. Dù sao cũng đang ở Dương tộc, chắc chắn không có ai dám ức hiếp nàng. Còn Niệm tỷ nữa. Diệp Huyên lắc đầu cười. Còn rất nhiều người hắn muốn đi gặp mặt, nhất là Niệm tỷ. Năm ấy nàng vừa đi đã không còn tin tức, chẳng biết bây giờ đang ở đâu. Ngoài ra còn cả đồ nữa. Hắn đã nhờ Trương Sứ đi thăm dò tin tức của nàng ấy, nhưng đến giờ vẫn không có phát hiện gì. Khương Cửu quay sang hỏi hắn, đang nghĩ gì đấy? Diệp Huyên cười, nghĩ về những người quen xưa. Khương Cửu nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyên vừa mở miệng thì thấy không gian trước mặt mình chấn động. Hắn nhíu mày thật sâu. Người Dương tộc đã đến La giới. Không mang ý tốt. Diệp Huyên cau mày, chẳng lẽ hắn thật sự phải lật đổ Dương tộc? Ánh mắt hắn lạnh đi. Lần này hắn vô cùng tức giận. Tiểu Cửu hỏi Diệp Huyên, sao vậy? Hắn thu hồi suy nghĩ, cười nói, chắc ta phải trở lại rồi. Tiểu Cửu, nhanh vậy sao? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Cửu trần trừ một hồi trước khi nói, bảo trọng. Diệp Huyên đứng dậy, đi đến vòng tay ôm quanh người Tiểu Cửu. Cơ thể nàng ấy hơi cứng lại trước khi nhanh chóng trở lại bình thường. Ôm Tiểu Cửu xong rồi, Diệp Huyên chuyển hướng sang Kỳ An Chi.
chỉ thấy nàng ta quay đầu nhìn đi nơi khác với gương mặt ửng đỏ. Diệp Huyên bật cười, chạy đến ôm chầm lấy nàng ta. Mềm quá. Đây là cảm giác đầu tiên. Tiểu Cửu mặc chiến giáp trên người, ôm vào không có cảm giác gì, nhưng Kỳ An Chi chỉ mặc váy trắng, vươn tay ra ôm vào vừa mềm vừa thoải mái. Diệp Huyên buông tay ra nhìn hai má đỏ ửng của Kỳ An Chi mà bật cười, đợi ta giải quyết chuyện này rồi sẽ trở lại tìm hai người. Sau đó hắn xoay người biến mất khi kiếm quang lóe lên. Chấm, Kỳ An Chi im lặng nhìn khoảnh đất trống rỗng trước mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 213.